answering some questions that staff members had on various topics. Hôm nay chúng tôi thật ân phước để trình bày buổi hội thảo sâu sắc với tựa đề Bất cứ ai sám hối sẽ lên thiên đàng, phần 1 của 3 phần trong tiết mục giữa thầy và trò được giảng bằng tiếng Anh. Thưa sư phụ, ngài khỏe không? Tôi ổn, cô khỏe không? Dạ con khỏe, cảm ơn sư phụ. Thế còn tất cả các cô gái kia? Dạ tất cả đều khỏe, vui vẻ. Thưa sư phụ, có tin gì mới không ạ? Ồ, không nhiều lắm, không nhiều. Chỉ là tôi rất buồn, như từng rồi. Vì chó của tôi chết và tôi không có cơ hội ôm cô chó lần cuối cùng. Nhưng sư phụ bên trong đã đến và đưa cô chó lên cõi mới. Tôi buồn nhưng rồi không buồn. Buồn về mặt thể chất nhưng tâm linh không buồn. Hiểu không? Dạ hiểu sư phụ. Cô chó nói rằng cô muốn hy sinh cho hòa bình. Một phần nhỏ của cô. Trời ơi, ta nói, đừng nói vậy, tâm con lớn. Tôi đã viết trong nhật ký rằng con, cô chó nhỏ, tâm lớn, vân vân. Cô nhỏ nhất trong nhóm. Có một cô chó khác nhỏ hơn nhưng không thuộc đàn chó này. Cô chó đó nhỏ nhất mà tôi đã cứu sau này, dạ sư phụ. Nhưng cô chó này là nhỏ nhất trong đàn chó trắng đen. Cô chó không ăn nhiều, bình thường cô không bao giờ muốn ăn nhiều. Tôi phải luôn cho cô chó ăn thêm. Khi cô đến nhà tôi thì cô ăn, nhưng phải ngon. Có thể là rong biển hoặc mực chai, những thứ như thế. Vị nồng thì cô ăn. Thành ra cô chó rất gầy. Nhưng cô hiếu động và biểu cảm nhất trong cả đàn chó. Ý nói tất cả chó đều thương tôi và quan tâm đến tôi. Nhưng cô chó này biểu lộ nhiều nhất, bởi vì khi nào tôi ho dù ở đâu, cô luôn chạy vào ngay lập tức để kiểm tra tôi, hỏi xem tôi có ổn không. Đó là thói quen từ tiền kiếp. Kiếp trước cô cũng được nhận nuôi một trong những chú chó tên Bojo. Chú luôn luôn muốn tôi ra ngoài nắng. Vì lúc đó tôi ho rất nhiều, sau này tôi mới phát hiện ra triệu chứng đó không tốt lắm. Và tôi đã phải chịu phẫu thuật không thể đi lại bình thường trong 2 năm đó. Rất nhiều thuốc, rất nhiều chăm sóc. Và sau đó tôi đã tặng hàng trăm ngàn Mỹ Kim cho các bệnh viện đó nhân danh Thượng Đế, Hồng Ân Thượng Đế. Sau khi tôi bình phục, tôi rất biết ơn bởi vì họ là các bác sĩ giỏi nhất. Cảm ơn Thượng Đế. Ca phẫu thuật nguy hiểm nhất và họ đã làm rất giỏi. Tất cả nhân viên, tất cả bác sĩ, dù không phải phiên trực cũng đến gặp tôi. Trước khi tôi được phẫu thuật, họ đến chỉ để cảm ơn vì một số đóng góp tôi đã làm trước đây cho dự án của họ, cho người nghèo ở Ấn Độ và hội chữ thập đỏ. Tất cả họ đến chỉ để hỗ trợ tôi. Dạ sư phụ. Ôi vị bác sĩ này, ông là thiên tài, vì thế tôi muốn tặng gì đó cho ông, nhưng ông nói thưa không, xin tặng bệnh viện, bởi vì họ chưa từng có tài khoản như vậy trước đây nên họ đã tạo một tài khoản mới là quỹ từ thiện. Như vậy tốt, để sau này có lẽ những bệnh nhân khác nếu muốn họ có thể đóng góp vào quỹ đó. Bởi vì các bác sĩ bệnh viện đôi khi họ cần trang thiết bị mới, nghiên cứu mới, ngoài ra họ có thể đào tạo những sinh viên khác, bác sĩ tương lai từ các nước khác hoặc các bệnh viện khác. Dạ sư phụ. Cô không quan tâm quá nhiều về ăn uống, nhưng cô rất năng động hơn các bạn chó khác. Cô nhảy cao nhất, chạy nhanh nhất và chạy lâu nhất. Và sau đó, bởi vì cô rất gầy, tôi luôn đặt cô chó lên vai và mang cô đi vòng quanh nhảy nhót với nhau, hát với cô, nói với cô chuyện này chuyện kia và cho cô nhìn cảnh từ trên cao. Tôi đâu cao lắm, dạ sư phụ. Nhưng cô chó thích thế và bây giờ tôi không thể làm vậy được nữa. Ngay cả lần cuối cùng trước khi cô chết. Ôi sư phụ, cô chó ra đi rất nhanh, cảm ơn Thượng Đế vì điều đó, tối thiểu vậy. Tối thiểu vậy, cô chó đã không đau đớn lâu. Dạ sư phụ, phúc lành cho tâm cao thượng của cô. Và cô chó ngay lập tức đi lên cõi mới của tìm cô tu. Cảm ơn Thượng Đế. Nhưng về mặt hữu hình, tôi nhớ cô, đôi mắt và cách cô chạy quanh, cách cô nhảy và cô nằm yên trên vai tôi. Như thể cô sẽ không bao giờ rời đi, kiểu cảm giác như thế. Nhưng dù sao, cô quả là một cô chó ngoan. Thật dễ thương, vô cùng dễ thương, vô cùng tử tế, trung thành, ân cần và hết lòng lo lắng cho tôi. Thành ra khi nào ho tôi phải chạy đi đâu đó, vào phòng tắm đóng cửa lại để cô chó không phải nghe thấy. Tôi lo điều đó làm cô quan tâm quá nhiều. Dạ sư phụ. Và bây giờ cô đã hy sinh cho hòa bình. Ồ.
Một phần rất nhỏ, nhưng tấm lòng cô lớn. Dạ sư phụ, vấn đề không phải là quý vị có thể làm bao nhiêu, vấn đề không phải là quý vị cống hiến bao nhiêu, mà là quý vị bỏ bao nhiêu tâm huyết vào điều đó. À, đôi khi tôi ước mình có nhiều hơn tỷ 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 phú để tôi có thể ban tặng nhiều hơn cho thế giới về mặt vật chất, nhưng tôi chỉ có thể cho trong khả năng. Dạ như vậy đã nhiều lắm rồi ạ. À, cũng được, không sao. Tôi cũng cảm ơn quý vị. Quý vị có mọi thứ mình cần, nhưng quý vị sống đơn giản như tôi. Dạ sư phụ tốt ạ. Trong kỳ bế quan này tôi giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, mọi thứ. Ồ, dạ. Cho bản thân tôi để phụ tá không phải mang thức ăn cho tôi mỗi ngày. Dạ sư phụ, nếu họ nấu ăn cho họ thì họ mang đến cho tôi một số ngày. Nhưng một số ngày tôi tự chăm sóc bản thân hoặc ăn nguội thức ăn dư chưa đụng tới như vậy. Họ không phải luôn luôn mang thức ăn lên mỗi ngày. Họ không gặp tôi bởi vì họ phải đặt khay bên ngoài cạnh cổng rồi tôi đi ra lấy vô khi họ đã đi rồi và có cái chuông, chỉ là loại chuông không dây. Nó hoạt động trong phạm vi khoảng 300 mét và trước khi họ đến họ bấm chuông, sau khi họ đi xa 200-300 mét họ lại bấm chuông lần nữa. Thì tôi biết thức ăn hoặc các văn bản ở đó, rồi tôi ra ngoài lấy. Chỉ ngay ngoài cửa, trong sân, tôi không ra ngoài cổng, trong thời gian bế quan. Và trong lúc bế quan, tôi thậm chí không ra khỏi cửa, tuyệt đối không. Vậy thì tôi cũng cách ly. Hiểu không? Nếu điều này khiến ai đó trên thế giới cảm thấy được an ủi chút nào, tôi đã cách ly mấy tháng liền rồi. Và tiếp tục nếu tôi có thể, tôi không màng cách ly vĩnh viễn. Ôi trời ơi. Ở trong sự đồng cảm với thế giới và những người đang ngồi tù oan, hoặc tất cả những người bị nhốt trong thế giới này, ý tôi là dù sao chúng ta cũng bị cách ly, dù đại dịch xảy ra hay không. Nếu không thay đổi lối sống của mình, chúng ta thậm chí không thể ra khỏi đây và trở về nhà. Tất cả chó của tôi đều an ổn, cho dù họ không hy sinh chết cho hòa bình, họ cũng đang giúp tôi mỗi ngày bảo vệ tôi, cho tôi biết nhiều điều. Phước lành cho họ. Nếu đôi khi tôi muốn chuyển chỗ ở hoặc làm gì đó, họ nói xin đừng vì lý do này, lý do nọ, hay thậm chí đừng đi ra ngoài lúc này vì những người làm việc đang ở đó. Ồ, họ cũng biết điều đó, họ biết nhiều thứ lắm, tôi không có thời gian để kể hết, có lẽ lần sau. Và con rắn đã cố tìm cách cắn một bạn chó khác, nên tôi đã dời chó đi nơi nào đó. Dạ, rất nhiều việc phải làm, mấy chuyện nhỏ, nhưng mọi thứ nhỏ đều cộng thêm vào, và tôi bị quấy phá bởi tất cả hồn ma hung hăng còn sót lại này. Tôi lại vừa đưa một số ma đi xa bởi vì chúng gây rắc rối cho tôi nữa. Ôi trời ơi, hoặc xuống địa ngục. Dạ, hoặc lên cảnh giới thứ tư nếu chúng thành tâm sám hối, bởi vì đôi khi chúng không muốn làm gì hại tôi. Ví dụ, một trong những con quỷ đã từng quấy nhiễu tôi rất nhiều. Và tôi nói, tại sao ngươi làm vậy? Ngươi biết những gì ta làm là tốt, tốt cho tất cả chúng sinh. Ta không muốn bất cứ gì từ điều đó. Và ngươi biết ta không làm hại ma quỷ các ngươi. Ngay cả giáo chủ cảnh giới thứ ba cũng ganh tị. Tôi đã thay thế ông ta rồi. Cho nên bây giờ đã tốt hơn. Nhưng tại thời điểm đó, ông như cạnh tranh với tôi. Ông lo lắng rằng tôi thành tựu quá nhiều. Tôi hỏi, tại sao ngươi lại làm điều này? Hắn quỷ làm việc trực tiếp với giáo chủ cảnh giới thứ ba. Hắn nói, chúng tôi không muốn làm vậy, nhưng tất cả các thế giới bóng cứ luôn mất dần các linh hồn. Và rồi không bao lâu nữa, điều gì sẽ xảy ra cho chúng tôi sẽ không còn linh hồn nào. Không còn công dân nữa, tôi nói, ngươi không cần làm vậy, hoặc ngươi thay đổi. Ngươi theo ta và tất cả linh hồn sẽ ở trên thiên đàng. Ngươi có thể trị vì mãi mãi. Ta không cạnh tranh với ngươi. Nhưng hắn nói, vậy thì chúng tôi không có quyền hành trên 93,9 cõi giới. Ồ, thật là tham lam. Trời ơi, ngươi có cảnh giới thứ ba như thế đủ rồi. Dạ. Người muốn cai trị 93,9 cõi giới để làm gì? Có ích dụng gì chứ? Dạ. Người có nhiều linh hồn hơn hay ít linh hồn hơn thì có ích dụng gì? Tới giờ này, người phải nên giác ngộ hơn chứ. Bởi tất cả chư thánh cũng giảng dạy rằng, trong thế giới của người bấy lâu nay, người chỉ cần theo ta thay đổi đường lối của người. Bởi vì ta làm việc vì lợi ích của các linh hồn, để chấm dứt sự đau khổ mà họ phải chịu đựng biết bao ức năm, và vẫn còn tiếp tục. Thật không công bằng. Họ vô tội và các ngươi gài bẫy họ làm điều xấu, sau đó trừng phạt họ. Họ luân hồi mãi trong vùng tối tăm này và địa ngục và đau khổ. Điều đó không đúng. Ngươi biết đó là không đúng. Nên quỷ đại diện đó nói, vâng thưa ngài, chúng tôi biết điều đó không đúng. Tôi nói, không phải chúng tôi, chính là ngươi. Nếu giáo chủ của ngươi không thay đổi, ta sẽ phải thay thế ông ta, và tôi đã làm vậy. Tôi đã thay thế bằng các thiên đế Eos cư vũ trụ nguyên thủy. Nhưng danh hiệu vẫn được giữ nguyên để các linh hồn không nhầm lẫn. Ý nói là những linh hồn khác mà không thọ tâm ấn. Hay quá, sư phụ thay thế ông ta khi nào ạ? Đó là năm ngoái. Ồ, dạ, tôi không nhớ ngày nào. Nếu tôi xem nhật ký, thì nó trong đó tuyệt quá.
Nhưng quý vị hãy tiếp tục tôn kính danh hiệu đó bởi vì hàm danh là địa vị. Dạ, sư phụ, không phải tên của đấng đó, không phải riêng tư, hiểu không? Dạ, hiểu. Vì vậy, không có gì thay đổi ngoại trừ thay đổi đấng đó. Dễ dàng hơn khi làm việc với người của tôi. Dạ, chắc chắn rồi. Nếu không thì rất khó làm việc với người cạnh tranh. Tôi đã bảo chúng sinh đó, người phải thay đổi, nếu không, ta phải phế truất người. Người có sự chọn lựa. Hẳn bạn không muốn nên ta nói, thôi được, người phải đi. Dạ, thật tốt. Đi và ở cùng với ma vương. Ở đó, các người hợp nhau. Tâm trí tệ hại như nhau, chiếm hưởng như nhau. Tâm trí cạnh tranh hẹp hòi như nhau. Đi đi, con hy vọng họ cũng thay đổi. Ồ, tôi chẳng màng chúng có thay đổi hay không. Chúng gây đau khổ đủ rồi. Tôi không thông cảm với loại thái độ thấp kém. Suy nghĩ thấp kém này, tôi không thương cảm. Chúng có thể ở đó mãi mãi, thật vậy. Bởi vì chúng đã gây đau đớn và thống khổ ở nhiều cõi giới rồi, rất lâu. Lâu không biết bao giờ rồi, thậm chí không thể đếm được. Chúng có thể ở địa ngục bị nhốt vĩnh viễn. Trong thời gian này, bất cứ ai không ăn năn sám hối thì sẽ bị nhốt vĩnh viễn. Vậy đó, đã xong và đã quyết định rồi. Dạ, cảm ơn Ngài. Chúng không xứng đáng hưởng bất cứ gì. Dạ. Nói chuyện với quý vị về điều này, máu tôi sôi sục lên vì tôi vẫn cảm thấy cảm giác đó vào lúc đó. Bởi vì Woodlock bị ốm nặng và chú rên khóc. Nhân tiện vào lúc đó, tôi chỉnh lý tất cả lại với nhau, không cùng lúc với Ma Vương. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra, chúng đang nói năng vớ vẩn và cố tình gây rắc rối cho tôi nhiều hơn. Tôi nói ta đã chán ngấy các ngươi rồi. Hoặc các ngươi thay đổi hoặc ra đi. Tôi đã cho họ cơ hội, tôi đã cho tất cả ma quỷ những bọn chống lại tôi đều có cơ hội. Không phải tôi không công bằng. Dạ, chắc chắn rồi. Dạ, hiểu. Sư phụ rất công bằng. Cho thời gian để suy nghĩ và nhận lấy cơ hội hay không? Đó là cách chúng ta làm thời điểm này của đời sống trong thế giới chúng ta hiện nay, không giống như trước kia nữa, khoan dung, chờ đợi và nhẫn nại. Dạ, sư phụ. Đây là mệnh lệnh của thiên đàng ngay bây giờ. Bây giờ chỉ có tốt xấu trắng đen lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục, tùy theo đó. Cho nên ngay cả những người hay chúng sinh tội lỗi, nếu sám hối, họ có thể lên thiên đàng, tối thiểu là ngoài tam giới. Nghĩa là họ sẽ không bao giờ bị tiêu diệt bất cứ gì trong tam giới, bao gồm cả chính tam giới sẽ bị hủy diệt một ngày nào đó. Bởi vì tam giới không được sáng tạo để tồn tại vĩnh viễn. Mặc dù cảnh giới thứ tư cũng ở trong thế giới bóng, nhưng sẽ không bị hủy diệt. Cấu trúc, cấu tạo của cảnh giới này là vĩnh cửu. Chất liệu khác nhau, nó có thể gọi đó là chất liệu. Và giáo chủ của cảnh giới thứ tư, quý vị biết hồng danh của Ngài, ta đã cho quý vị biết rồi. Dạ, sư phụ, chúng ta không được nói hồng danh lớn tiếng. Ngài rất tử tế và phối hợp với tôi làm việc. Cho nên bất cứ ai sám hối, tôi có thể yêu cầu các đấng bảo hộ Aosku đưa họ lên cảnh giới thứ tư. Vậy là vĩnh viễn ở ngoài vùng bị hủy diệt. Điều đó tôi có thể làm cho họ, đó là tốt nhất rồi. Thật tuyệt vời. Hallelujah, đúng vậy ạ. Không phải tất cả họ được lên cõi mới, nhưng họ đến cảnh giới thứ tư, và sau đó họ có thể lên cảnh giới thứ năm nếu họ siêng năng và tu tập với các minh sư khác ở đó. Hiểu chứ? Dạ hiểu, cảm ơn Ngài, tuyệt quá. Họ mãi mãi an toàn. Thế nên bất cứ ai có đủ can đảm nghe theo chỉ thị của tôi, nghe theo lời đề nghị này, nếu không thì chúng phải xuống địa ngục, bị nhốt ở đó vĩnh viễn. Chúng có thể chơi với nhau, làm cho nhau đau khổ. Tôi chẳng mãi mãi bằng tâm. Thật vậy, bởi vì chúng đã rất tệ hại vô cùng, chúng không xứng đáng thậm chí được khoan hồng. Nhưng đó đã là một cơ hội tốt rồi, chúng nên nhận lấy. Chắc chắn rồi ạ, một số rất sợ hãi hoặc một số đang làm việc trực tiếp với Satan, nghĩa là ma vương, đã mãi mãi vậy rồi, nên chúng trở nên giống hắn, nên chúng không muốn thay đổi. Chúng nghĩ rằng chúng như vậy là ổn rồi. Chúng chỉ không thể thay đổi bởi vì chúng quá thấp, đã đi quá xa. Bây giờ tôi cảm thấy đỡ hơn về cô chó, nhưng tôi không bao giờ có thể ngủ ngon. Thật sự không cảm thấy thật an ổn, vì thế giới vẫn đau khổ. Nhưng các vị thiên đế và nhiều chúng sinh, ngay cả những chúng sinh nhỏ bé như nhện, họ cố gắng an ủi tôi rất nhiều trong những ngày này. Tất cả họ báo cáo giống nhau về chó của tôi, nói với tôi cùng một điều là thế giới hòa bình sẽ thành tựu. Ồ, dạ, cảm ơn thượng đế. Nhưng quá lâu không như tôi mong muốn. Quá lâu đối với trái tim tôi nói, nhưng trong khi đó họ đau khổ quá nhiều. Chúng ta cần phải làm gì đó để đẩy nhanh tiến trình thế này thì quá lâu. Tôi không muốn bảo quý vị khi nào, vì tôi không muốn bộ hạ còn sót lại của ma vương phá hỏng lần nữa. Dạ, sư phụ, phải cẩn thận hơn, bởi vì tất cả chúng thực sự tập trung vào tôi lúc này. Để làm phiền tôi, chỉ để cản trở công việc của tôi phải cẩn thận những gì tiết lộ và không tiết lộ những gì, hiểu không? Điều tôi kể quý vị là tôi đã làm xong nên tôi có thể nói. Dạ, hiểu, vâng, cảm ơn Ngài. Dù sao, tôi muốn nói với cô và tất cả các cô gái và các chàng trai ban truyền hình Vô Thượng Sư rằng tất cả quý vị đang cố gắng hết sức và tôi rất hãnh diện. Tôi rất hài lòng. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Sư Phụ.
về tình thương và sự dẫn dắt của Ngài. Tất nhiên, đôi khi tâm trí của chúng ta gây rắc rối, nhưng chúng ta biết mục tiêu mình muốn đạt. Chúng ta biết mình đang đi về hướng nào. Dạ, thế giới thuần chay. Mỗi tư tưởng tiêu cực, đuổi nó ra. Dạ, sư phụ. Quý vị nói, không, không. Đó không phải là những gì tôi muốn. Cút đi, đi đi, đi khuất mắt. Tôi chỉ muốn giúp thế giới. Tôi chỉ muốn làm việc với sư phụ vì lợi ích của muôn loài. Chính xác, cảm ơn Ngài. Dạ. Chính xác, vì chúng sinh đau khổ. Mặc dù chúng ta làm việc vất vả, đôi khi chúng ta mất ngủ và bỏ ăn chỉ vì tới thời hạn và đủ thứ, nhưng chúng ta không bao giờ có quá nhiều đau khổ như những chúng sinh khác, thậm chí chỉ nói về các động vật trong lòng mổ, không về bất kỳ địa ngục vô hình nào hay gì khác. Quý vị có thể thấy nó đã là địa ngục rồi. Thế giới chúng ta là nhiều người đang thực hành địa ngục bằng cách gây chiến và tra tấn động vật và con người như thế. Họ đang thực hành địa ngục. Họ bị ảnh hưởng bởi địa ngục. Cho nên chúng ta phải làm việc của mình. Tiếp tục không dao động, không chùn bước. Dù bất cứ gì làm phiền và bảo chúng ta đều ngược lại. Và chúng con lờ đi. Đúng vậy. Quý vị muốn gì thì cứ yêu cầu. Và chúng con sẽ làm vậy. Vâng. Về mặt vật chất, quý vị ổn rồi. Tôi biết điều đó. Quý vị có quần áo, có thức ăn giao tặng nơi. Quý vị có chỗ ở riêng. Mặc dù đơn giản, nhưng là nơi riêng tư của quý vị. Có thể nghỉ ngơi, thiền và quán tưởng. Hãy biết ơn. Nhiều người không có gì cả. Quả thật họ không có gì hết. Dưới nắng mặt trời thiêu đốt hoặc tuyết băng giá, và những người tị nạn và các công dân bị chiến tranh tàn phá. Trời ơi, tôi không bao giờ có thể cảm thấy vui trong thế giới này. Tôi chỉ phải đôi khi gạt điều đó sang một bên để tâm trí không vướng bận mà làm việc. Tôi nói với toàn cõi thiên địa, quý vị biết tôi có thể hy sinh mạng sống của tôi bất cứ lúc nào, hàng ngàn triệu lần, nếu tôi có thể giúp tất cả chúng sinh có hòa bình, hạnh phúc và giải thoát. Tôi sẽ không bao giờ do dự, chỉ là không thể hoàn thành theo cách đó. Điều đó sẽ không giúp ích gì, có giúp một chút nhưng không phải là đại cục. Do đó tôi phải tiếp tục, bất kể trong tình cảnh nào hoặc bất kỳ cảm giác đau lòng nào về thế giới này và địa ngục và mọi thứ. Dù sao thì quý vị cũng thoải mái mà ha. Dạ, chúng con thoải mái thưa sư phụ, cảm ơn Ngài. Mấy cậu trai cũng ổn, tôi hỏi họ, họ vẫn ổn. Dạ, chúng ta ở những nơi khác nhau, vậy tốt, như vậy giữa chúng ta có thêm không gian. Ngoài ra để cân bằng. Dạ, như thế giới có bốn góc và ba chiều, quý vị hiểu ha. Nên chúng ta trải ra như thế, các nhóm khác nhau, chúng ta không cần phải ở cùng với nhau. Tình thương không bao giờ có thể bị chia cách, thì sống ở đâu cũng không quan trọng. Luôn luôn bên nhau. Tôi cũng nói vậy với chó của tôi. Tôi nói, ta thương các con mãi mãi hơn bất cứ kho báu nào trên thế gian này. Nhưng chúng ta không cần phải lúc nào cũng bên nhau. Các con ổn nơi các con đang ở. Và tôi thậm chí đã truyền tâm ấn cho các chú chó. Vậy các con nghĩ về Thượng Đế thiền và ta làm việc của ta. Ta cũng thiền vì sự đau khổ của các thế giới và hơn thế nữa. Dạ, sư phụ, họ vui lòng với điều đó và họ vẫn tiếp tục bảo vệ tôi từ xa. Họ nói với tôi điều này, điều nọ. Hay quá, họ thật tốt. Bởi vì đôi khi tôi không có thời gian suy nghĩ quá nhiều hoặc để làm gì. Dạ, các thiên đế cũng nói với tôi. Ồ, quý vị sẽ ngạc nhiên khi biết những gì các chú chó biết. Ồ, dạ vâng. Đó là một trong các câu hỏi mà con đã định hỏi. Ồ, vậy à, hỏi đi. Dạ vâng, câu hỏi về những bạn chó của sư phụ, họ có điều gì nói với nhân loại trong những lúc khẩn cấp này? Xin lỗi, đợi một chút nhé. Dạ, sư phụ. Đừng lo lắng, tôi ổn, hiểu chứ. Dạ, sư phụ. Chỉ khi nào tôi nghĩ quá nhiều về thế giới, hoặc nếu chúng ta đề cập đến thế giới thì tôi bị một chút quấy rầy thể chất, nhưng tôi an ổn. Tôi có thể vượt qua tất cả, đừng lo lắng nhé. Dạ, sư phụ. Ồ, nhân tiện, tôi cần gửi một thông điệp nhé. Dạ, trước khi quý vị đặt câu hỏi, thông điệp này quan trọng. Đây là thông điệp gửi đến anh N. Ta không thể nói nguyên tên ra, vì tôi lo lắng lực lượng phủ định còn sót lại sẽ gây rắc rối. Cho nên đây là thông điệp gửi đến anh N. Xin hãy cầu nguyện và tạ ơn. Đừng lo lắng. Vị này sẽ không sao hết. Thông điệp kết thúc. Những người liên quan, họ sẽ biết, họ sẽ hiểu. Vậy nhé. Ồ, dạ vâng.
Rồi, thôi dù sao, được rồi. Về việc những chú chó, tôi không bao giờ hỏi họ để tôi sẽ hỏi họ xem họ có muốn nói gì không nhé. Dạ vâng, cảm ơn ngài. Đợi một chút. Tôi phải gửi họ câu hỏi qua thằng giao cách cảng. Dạ, nói chuyện lại với cô trong chốc lát nhé. Dạ, sư phụ. Đây là những gì họ muốn nói nhé. Dạ. Tôi chỉ muốn hỏi bạn chó nào đã đại diện cho tất cả họ. Ồ, cô chó nhỏ. Cô biết nhiều nhất, dù sao cô ấy có khả năng thấy tương lai rất giỏi. Đây là thông điệp của chó đại diện cho tất cả chó của tôi nhé. Họ đều đồng ý, họ đều biết điều đó như thế này. Để thế giới có hòa bình vĩnh cửu, hãy ăn thuần chay. Thế thôi, tuyệt vời. Chỉ thế thôi. Rồi, cảm ơn ngài. Cảm ơn những bạn chó yêu quý của sư phụ. Cảm ơn tất cả quý vị. Warning, you might find the content herein disturbing, but the truth must be revealed. Chúng con có một số câu hỏi nữa thưa sư phụ. Chúng con là những ai? Có ai với cô sao? Dạ không, không ạ. Mình con thôi, nhưng ý con nói là chúng con là vì những câu hỏi đến từ các nhân viên khác nha. Con đã hỏi họ trong trường hợp sư phụ gọi. Hãy gửi cho con một số câu hỏi mà họ muốn hỏi. Được, tốt, tốt. Có bao nhiêu câu hỏi? Dạ, có lẽ khoảng 20 câu chừng đó. Có lẽ cô không đếm à? Ồ, 20. Ôi trời ơi, thôi được. Thưa khoảng 20. Rồi, cố gắng ngắn gọn nhé. Dạ, hỏi đi. Sư phụ đã nói rằng chúng ta không cần phải cho ngạ quỷ ăn nữa. Có nghĩa là sư phụ đã đưa chúng đi nơi khác hay đã giải thoát chúng rồi? Và điều đó có bao gồm những con quỷ hung hăng không? Ờ, chúng lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục. Dạ, cho nên không cần nữa, hiểu không? Dạ, cho quý vị ở đây. À dạ, cũng cho các đệ tử, họ không bằng bận tâm nữa nhé. Dạ, và điều đó có nghĩa là chúng con không cần phải lo ngại việc thức ăn dùng dở dang lâu hơn 9 phút nữa. Dù sao, cẩn thận vẫn hơn. Ăn trước rồi hãy làm việc. Tôi biết nói với quý vị điều này, nhưng tôi không luôn luôn làm vậy. Nhưng không sao, hãy niệm các hồng danh. Dạ, sư phụ. Hãy ăn, ráng ăn xong trước khi làm việc trở lại nhé. Dạ, sư phụ. Tôi biết đôi khi không thể vì truyền hình vô thượng sư của chúng ta, công việc có thời hạn hoàn thành và đủ thứ, tôi cũng không thể làm vậy. Đôi khi tôi để đó rồi quên luôn. Sau đó tôi không thể ăn nữa. Tôi không thấy muốn ăn nữa. Có lẽ một số ruồi bọ hoặc con gì đó đậu vào. Dạ. Nên không muốn ăn nữa. Dạ. Hãy ráng nếu được. Dạ. Vài phút, có lẽ quý vị làm được, chỉ cần ăn hết. Bởi vì ăn hết một lần thì tốt hơn. Tốt cho dạ dày hơn. Dạ, sư phụ. Tốt cho sức khỏe hơn. Dạ. Quý vị có thể lấy một phần nhỏ ra dĩa trước rồi ăn. Rồi là lấy một phần nhỏ khác. Lỡ như ăn không kịp phải để đó thì quý vị có thể ăn lại sau. Dạ. Cất thức ăn đi, đậy lại để ruồi bọ không đậu vào làm thêm thức ăn. Hiểu không? Dạ hiểu. Và nếu uống, quý vị đổ thức uống vào một ly nhỏ hơn rồi uống. Phần còn lại quý vị có thể vẫn uống. Nếu quý vị không có dư đĩa hoặc ly, quý vị chỉ cần nói họ mua cho quý vị. Dạ. Chúng con có một số câu hỏi liên quan đến đại dịch COVID-19. Được.
Hầu hết các giới truyền thông chính tường trình rằng virus COVID-19 rất có thể xuất phát từ chợ thịt tươi sống. Tại sao không có thêm nhiều người nhận ra sự kết nối giữa sự bùng phát virus, chợ thịt tươi sống và việc ăn thịt? Bởi vì điều này dường như là một kết luận hợp lý. Có phải nhận thức của họ đã bị cản trở bằng cách nào đó? Có sự cản trở nào từ các chúng sinh khác không hả? Đây là một năng lượng. Năng lượng giận dữ này, năng lượng không từ bi này, trong thế giới, vì nghiệp chướng mà con người đã gây ra, và thiên đàng cũng cảm thấy rất rất phẫn nộ về cách chúng ta đối xử với nhau và với những chúng sinh yếu kém hơn như loài vật. Yếu kém hơn, nhưng không có nghĩa là họ thấp kém hơn, họ thông minh hơn. Trong Kinh Thánh có ghi hỏi loài vật, và họ sẽ cho các người biết, dạ vâng, hỏi cá, hỏi chim, và họ sẽ dạy quý vị, nhớ không? Loài vật có vị trí của họ trong thế giới, trong vũ trụ, trong mắt của Thượng Đế. Vậy mà chúng ta đối xử với họ như cỏ rác, tệ hơn cỏ rác nữa. Không phải chỉ giết hại thôi, kết liễu mạng sống của họ và thậm chí hành hạ họ. Dạ, sư phụ, do niềm tin sai lầm nào đó như phải ăn thịt mà không có máu. Không phải vậy. Khi đề cập đến máu, nghĩa là không ăn bất cứ gì đã từng có máu. Nghĩa là sinh mạng, chúng ta có sinh mạng, như ngày nay có câu, đừng ăn bất cứ gì có khuôn mặt, nhớ không? Một số người nói vậy, một số người ăn chay khuyên như vậy, để người khác sẽ hiểu. Có khuôn mặt, nghĩa là có sinh mạng, có linh hồn trong đó, có sự sống trong đó. Do đó, khi các minh sư quá khứ nói đừng ăn bất cứ gì có máu, bởi vì có sinh mạng trong đó, có nghĩa là có sự sống, không giết bất cứ sinh mạng nào. Vậy mà ngày nay người ta cắt cổ họng loài vật vô tội đáng thương, khiến họ run sợ và đổ máu. Trong lúc họ quằn quại đau đớn và run rẩy, để vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng rồi, ăn thịt họ. Đâu phải như vậy. Quý vị hiểu không? Tôi không có đủ lời để diễn tả hết. Và hiểu thưa sư phụ, quá nhiều hiểu lầm trong các kinh điển tôn giáo. Diễn dịch sai, hiểu lầm và dẫn dắt con người lầm lạc qua bao thời đại. Và rồi họ tích lũy quá nhiều nghiệp chướng, hành hạ động vật và cắt cổ sống họ, hoặc lột da sống họ và đủ mọi thứ. Đây là việc làm của quỷ dữ, không phải việc làm của con người. Phải là việc làm ở địa ngục, không phải trong thế giới con người. Dạ đúng sư phụ, chắc chắn vậy. Tôi không sợ họ tức giận tôi hay làm gì hết. Tôi phải nói sự thật. Dạ sư phụ, chính tôi cũng tức giận. Dạ, có thể hiểu ạ. Nhưng đây cũng là do việc làm của Satan. Chúng khiến người ta viết sai, diễn dịch sai, chỉ để hại chúng sinh, hại con người và hại động vật, để nghiệp chướng. Gieo nhân nào gặt quả ấy cứ mãi xoay vần. Rồi chúng có thể khống chế mãi, vì chúng sinh không bao giờ có thể được giải thoát với tất cả những việc khủng khiếp mà họ làm, với chiến tranh và với thú vật. Đó không phải là câu hỏi của vị. Câu hỏi của vị là bệnh dịch đến từ chợ thịt tươi sống, từ thú vật, đúng không? Dạ, tại sao con người không thấy sự liên kết đó là họ nên dừng việc ăn thịt lại? Họ cũng có bằng chứng mà họ đã làm thí nghiệm với một số con tê tê, và họ thấy chuỗi virus COVID-19 trong đó giống y như chuỗi virus mà con người bị nhiễm vào lúc đầu. Vậy virus phát sinh từ đó, và tôi đã kiểm chứng bên trong. Virus thật sự phát sinh từ động vật, từ nơi đó, không có nơi nào khác, không có nguồn nào khác hết, bất kể mọi đồn đại. Lời đồn không đúng, sự thật là COVID-19 bắt nguồn từ động vật hoang dã, từ chợ thịt tươi sống đó. Và sư phụ, cho dù từ chợ thịt tươi sống khác hoặc từ nơi nào khác, thì virus cũng phát sinh từ động vật hoang dã. Và con người đã mang virus đi khắp nơi, khắp Trung Quốc, khắp thế giới, bởi vì luôn luôn có khách du lịch. Và sư phụ, hoặc các trao đổi, nguồn nhân sự, hoặc nhân lực, hoặc con người học hỏi, nghiên cứu, hoặc con người hợp tác với nhau. Và sư phụ, ngày nay luôn luôn có người đi đây đi đó trên thế giới. Thật dễ dàng, chỉ trong vài giờ quý vị ở Trung Quốc, trong vài giờ quý vị sẽ ở châu Âu, vân vân. Vì vậy, phương tiện vận chuyển
mang chủng virus này đi khắp thế giới và virus bắt nguồn từ đó. Dạ, cho nên những tin đồn đó, bởi vì con thấy trên mạng Internet một số phương tiện truyền thông nói rằng có lẽ virus xuất phát từ một phòng thí nghiệm. Không phải, virus không xuất phát từ phòng thí nghiệm nào hết. Nó bắt nguồn từ động vật hoang dã, từ chợ thạch tươi sống. Và đích xác từ Vũ Hán, tôi đã kiểm bên trong với thiên đàng. Và với các vị thần phụ trách dịch bệnh, họ giám sát nhiều thứ. Tôi phải kiểm tra với chính vị thần phụ trách việc đó, không phải nói chuyện với bất kỳ vị thần nào cũng được. À, họ có nhiệm vụ và hiểu biết, và họ chi tiết hơn ngay cả các thiên đế ở Osku. Không phải tất cả các ngài phụ trách mọi thứ. Vậy là có những vị thần khác nhau, phụ trách các bộ phận khác nhau. Đúng vậy, và trong thế giới này, tôi phải hỏi các vị thần thế giới bóng, như có gì đó, tôi phải hỏi vị thần chiến tranh. Không phải vị thần đó tạo chiến tranh, mà là phụ trách giám sát những gì đã xảy ra trong chiến tranh và ghi chép lại. Cho nên vị thần đó biết nhiều hơn vị thần nào khác. Tôi thậm chí không thể hỏi các vị thiên đế ở Osku câu hỏi đặc biệt đó mà tôi đã hỏi, nhưng không thể kể quý vị nhé. Tôi không muốn kể cho quý vị, không thể nói với quý vị mọi điều, chỉ chung chung thì được. Chúng ta thậm chí có câu nói, thiên cơ bất khả lộ. Nhưng tôi đã tiết lộ quá nhiều rồi. Khi đã xảy ra rồi, thì tôi có thể, nhưng nếu tôi tiết lộ trước, trong khi tôi vẫn còn tại thế và trong khi tôi vẫn còn chống chọi với lực lượng phủ định, thì chúng sẽ biết và rồi chúng sẽ làm cho điều đó đảo lộn từ trong ra ngoài, kéo dài, trì hoãn, cản trở điều đó. Tôi đã trả lời xong tất cả câu hỏi của quý vị về động vật mang virus chưa? Dạ rồi, thưa sư phụ. Cũng bởi vì một số người đi khắp thế giới hoặc vì lý do gì đó, kinh doanh hay bất cứ gì, nhưng trong họ không có vẻ bệnh. Họ thậm chí không có bất kỳ triệu chứng nào vì họ có khả năng miễn dịch này. Đối với chủng virus COVID-19 đặc biệt đó, quý vị có thể nói thế về mặt khoa học, nhưng về mặt tâm linh, chúng ta nói vì họ không có nghiệp xấu để mắc bệnh đó. Họ có công đức rất tốt trong tiền kiếp hoặc trong kiếp này để bảo vệ họ. Do đó, họ có thể đi khắp nơi trong khỏe mạnh, nhưng họ có thể truyền virus sang người khác khi nói chuyện đối diện với nhau, hoặc ăn trong cùng nhà hàng, uống cà phê với nhau và nói chuyện, rồi sau đó không khí mang những bụi nước của họ đi, hoặc không khí họ thở ra mang theo virus, làm virus lan rộng ra, nên khẩu trang không hiệu quả 100%, nhưng cũng giúp ích. Thực ra đây chỉ nói về khía cạnh vật chất. Quý vị phải thực sự có công đức tốt, công đức nhân từ để bảo vệ chính mình. Nhưng chúng ta làm những gì mình có thể làm trên thế giới, làm những gì mình nghĩ là hợp lý, là tốt nhất, nhưng vẫn đeo khẩu trang, tấm chắn bảo hộ mặt, đội mũ, đeo găng tay nếu quý vị bắt buộc phải ra ngoài. Vâng, thưa sư phụ. Please refer to Master's để tham khảo hướng dẫn vệ sinh chung của sư phụ, xin viếng. Quý vị ở đây an toàn bởi vì quý vị ở chung với nhau và không phải đi ra ngoài, chỉ làm việc trong văn phòng, trong khu vực lân cận của mình, và lại có dưỡng khí xung quanh vì rất nhiều cây xanh. Điều này cũng hỗ trợ hệ miễn dịch của quý vị. Chúng con rất biết ơn vì điều đó. Cảm ơn Ngài. Và chúng ta có rất nhiều nắng nơi quý vị sống, tốt hơn nơi tôi ở. Trời mưa, lúc nào cũng mưa, hầu như mỗi ngày. Thôi không sao, nhưng tôi khỏe, miễn dịch tốt, lúc này tôi mạnh mẽ hơn. Tôi bảo quý vị trước đây rồi, đã mạnh mẽ hơn từ lâu rồi. Tôi nói là cảm thấy mạnh mẽ hơn. Trước đây tôi yếu hơn bởi vì vào lúc đó, lực lượng phủ định quá mạnh và vũ trụ Eosku không đủ trưởng thành. Nhưng sau đó, bây giờ càng ngày càng tốt hơn. Và sau khi tôi bị đau ốm và thậm chí gặp tai nạn, nhưng tôi hồi phục rất nhanh. Cảm ơn Thượng Đế vì điều đó, hoặc chỉ lướt qua thôi. Tốt quá. Hôm nay tôi cảm ơn tất cả các vị thiên đế bảo hộ, cảm ơn thiên đàng và bất cứ ai. Tôi nói tôi không màng mạng sống của tôi, có thể hy sinh bất cứ lúc nào, thành thật như vậy. Tất cả họ, toàn cõi, thiên địa đều biết điều đó, thành ra họ giúp tôi. Cảm ơn Thượng Đế, vì họ biết tình thương của tôi dành cho con người và chúng sinh khác. Mỗi khi tôi hỏi, bao giờ chúng ta mới có hòa bình đây? Họ đáp tình thương của Ngài sẽ thắng. Và đôi khi họ nói tình thương của Ngài và tình thương của chúng ta, Ngài, tôi, của Ngài, tình thương. Nghĩa là nhóm chúng ta, các đồng tu chúng ta, ồ tuyệt quá, những người cùng chí hướng sẽ thắng. Chỉ là quá lâu, không như tôi mong muốn, thậm chí chỉ thêm một ngày cũng đã quá lâu rồi, cho tất cả thú vật đau khổ. Tôi cứ nói với các thú vật hoài, ta không quên các con, ta sẽ không quên các con, ta sẽ không bỏ rời các con. Nếu lúc này các con đau khổ, xin hãy chịu đựng, ta sẽ đưa các con lên, ta sẽ đưa các con về nhà, ta sẽ không để ai trong các con trở lại đây.
chịu đau khổ nữa. Tôi hứa với họ, các bạn thú, đó là điều tốt nhất tôi có thể làm cho họ vào lúc này. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tôi không bao giờ khóc đủ. Trời ơi, quý vị không biết. Quý vị không biết tâm tôi đau khổ đến chừng nào vì các chúng sinh khác đau khổ. Ôi sư phụ, thưa sư phụ, nói về phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, có người đổ lỗi người Trung Quốc gây ra bùng phát dịch bệnh này, và chính phủ Trung Quốc rõ ràng là họ đã tổn thất rất nhiều tiền vì đóng cửa chợ thịt tươi sống này. Tại sao người ta đổ lỗi cho người Trung Quốc vậy à? Ồ, dù sao thì họ cũng đổ lỗi cho nhau, và người Trung Quốc đổ lỗi cho người Mỹ, phòng thí nghiệm của người Mỹ. Dạ sư phụ, tôi nói quý vị rồi, virus xuất phát từ động vật hoang dã ở Vũ Hán, đó là nguồn gốc, cho nên vấn đề là dù gì đi nữa, chính phủ Trung Quốc đã làm một điều rất có thiện chí rồi. Họ đã đóng cửa ngay lập tức chợ thịt tươi sống, nơi động vật hoang dã bị giam cầm và giết sống ở đó. Và cũng đóng cửa các nơi sản xuất khác, họ đóng cửa, họ cấm kinh doanh thịt động vật hoang dã. Điều này tổn thất cho họ rất nhiều tỷ Mỹ Kim, hoặc trên 70 tỷ Mỹ Kim. Đó là khoản tiền mất mát lớn đối với bất kỳ quốc gia nào. Vì vậy, dù tin đồn thế nào chăng nữa, tôi nghĩ chính phủ Trung Quốc và người dân Trung Quốc nhìn chung đã thi hành những biện pháp rất rất lớn lao, những bước thiện chí lớn, và đã làm một ân huệ lớn cho toàn thế giới rồi, cho động vật, và giảm nghiệp nhiều hơn cho cả tình cầu. Nên chúng ta chỉ có thể cảm ơn họ tối thiểu vậy, hiểu không? Đừng tiếp tục đổ lỗi qua lại tới lui. Quý vị có thể đổ lỗi mãi mãi, nhưng vấn đề phải được giải quyết. Vấn đề là đại dịch. Và họ, những chính phủ và các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới nên đoàn kết với nhau để chống lại đại dịch này, chứ không phải chống đối lẫn nhau. Thank you, Master. Dạ sư phụ, cảm ơn sư phụ. Thưa sư phụ, một số người hoặc một số chính phủ đã buộc tội người Trung Quốc che giấu con số thực sự của người chết và người nhiễm virus corona. Tại sao người ta lại buộc tội họ như vậy ạ? Đôi khi họ cáo buộc lẫn nhau, nhưng điều này có thể là sự thật. Tôi sẽ cho quý vị biết tại sao. Bởi vì lúc đầu, không ai thậm chí biết rằng đó là từ bệnh dịch virus corona hoặc nhiễm bệnh. Không ai biết, ngay cả người Trung Quốc cũng không biết, thậm chí bây giờ họ chỉ đặt cho nó cái tên, nhưng họ không biết gì hết về bản chất của virus này. Thành ra họ không thể tìm cách chữa trị dễ dàng. Một số người có triệu chứng nhẹ hoặc dễ điều trị, thì họ bình phục, nhưng không có cách chữa trị chính xác hoặc có vaccine chống lại virus này. Thì tất nhiên, lúc đầu thậm chí còn tệ hơn, không ai biết gì hết. Mọi người họ chỉ ho, ho ho và sau đó họ chết, cho nên họ có thể được chẩn đoán là viêm phổi hoặc cúm rồi chết. Chỉ sau đó họ mới phát hiện ra rằng bệnh này truyền nhiễm và có bản chất của dịch bệnh. Thì họ bắt đầu tiến hành nghiên cứu nhiều hơn, vì các triệu chứng tiếp tục dai dẳng tương tự ở những người khác nhau, họ mới bắt đầu lưu ý. Cho nên ngay cả Trung Quốc, nơi virus đã bắt nguồn, họ cũng không biết. Họ không có ý che giấu hay gì hết. Có lẽ một số người cố tìm cách hoặc nghĩ rằng vì lợi ích kinh tế hay quốc gia tốt hơn là không nên nói ra là quốc gia nào. Một số có thể có tư tưởng đó, hoặc có thể một số đã cố tình làm điều đó. Nhưng tôi không nghĩ người Trung Quốc nói chung muốn che giấu dịch bệnh. Họ chỉ không biết. Có lẽ con số đã nhiều hơn. Cũng như bây giờ, con số vẫn nhiều hơn con số chính thức thông báo về số ca tử vong và tất cả người bị nhiễm bệnh. Chỉ là khó tìm ra con số chính xác, nhất là lúc ban đầu. Nhưng quý vị có thể thấy, người Trung Quốc có thiện chí, rất rõ ràng, ngay lập tức. Họ cách ly dân chúng và chữa trị cho người dân, và họ đã cố gắng hết sức để chặn lại. Và họ đã chặn lại thật nhanh, và họ đã cố gắng hết sức. Họ cũng chỉ là con người mà thôi, họ đã làm hết sức rồi, họ không có ý định giấu giếm để lây nhiễm cho người khác. Để làm gì? Họ cũng lây nhiễm cho chính người dân của họ. Và ngay lập tức họ đóng cửa chợ thịt tươi sống. Điều đó làm họ tổn thất 74 tỷ Mỹ Kim. Quý vị đã biết rồi, hoặc thậm chí nhiều hơn. Dạ, con có thấy trên Internet 74 tỷ Mỹ Kim theo định giá. Phải, cho nên không thể
cứ đổ lỗi cho người Trung Quốc hoặc đổ lỗi cho nhau. Chỉ cần cố gắng hợp tác để tìm cách chữa trị cho mọi người. Sinh mạng con người đang bị đe dọa. Nhiều bác sĩ tử vong, nhiều y tá đã chết rồi. Chúng ta không thể cứ mặc kệ như là không có gì và đổ lỗi cho nhau lãng phí thời gian. Phải đoàn kết và tìm ra cách chữa trị càng nhanh càng tốt. Cầu nguyện nữa. Ngay cả chính phủ hoặc bất cứ ai nên cầu nguyện thiên đàng khoan hồng hơn để họ có thể tìm ra cách chữa trị nhanh chóng để cứu sinh mạng. Và hãy ăn thuần chay. Khuyên mọi người ăn thuần chay. Đó là giải pháp tốt nhất. Đừng đổ lỗi cho nhau. Dạ, hợp lý thôi sư phụ. Tôi nghĩ họ cáo buộc lẫn nhau, đổ lỗi cho nhau. Cũng vì họ rất lo lắng, nhất là các nhà lãnh đạo, họ có trách nhiệm nặng nề và đối mặt với loại dịch này chưa từng biết đến trước đây và không biết tương lai sẽ ra sao. Do đó họ chỉ hành động vì lo lắng, bối rối, hốt hoảng, chán nản. Họ thật sự không có ý xấu gì hết, tôi không nghĩ vậy. Dạ, sư phụ. Cũng như đôi khi các bậc cha mẹ, khi con cái bị đau ốm, họ lo lắng rất nhiều. Họ chỉ lớn tiếng với nhau hay cãi vã hoặc đổ lỗi cho nhau. Vì lo lắng, vì họ có trách nhiệm lớn lao đối với quốc gia và người dân của họ. Họ không biết phải làm gì. Hiện tại quý vị có thể thấy đây là một tình huống rất tuyệt vọng cho họ. Dạ đúng vậy. Họ chỉ nói bất cứ điều gì nhưng họ không có ý đổ lỗi hoặc buộc tội bất cứ ai. Đây chỉ như kiểu hoang mang. Dạ sư phụ, cảm xúc của con người. Họ thậm chí còn nói virus COVID-19 xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Mỹ. Tuy nhiên, những tin đồn này có một điểm hay. Dạ. Đó là con người không bao giờ nên dính dáng vào những chất nguy hiểm này, như chiến tranh sinh học, kiểu như sử dụng virus hoặc vi khuẩn để tiêu diệt kẻ thù. Dạ sư phụ, chúng ta không có kẻ thù nào ngoại trừ Satan, ngoại trừ ác quỷ, ngoại trừ quỷ dữ, chúng ta không có kẻ thù nào hết. Tất cả chúng ta có một kẻ thù chung là ác quỷ mà cố tìm cách chia rẽ chúng ta. Chúng đang cố tìm cách khắc sâu tư tưởng tiêu cực hoặc ý nghĩ hiếu chiến hoặc ý tưởng chết chóc vào đầu chúng ta và để chúng ta hãm hại nhau và gây chiến với nhau và cãi vã lẫn nhau. Đây là kẻ thù duy nhất mà chúng ta có, ác quỷ, Satan, ma vương và những bộ hạ của chúng. Nói về điều đó là bị đau. Nói quý vị biết, đau đớn thể xác. Ôi cha, tôi thật sự ghét những tên này. Tôi thường không ghét ai, nhưng tôi ghét những tên này. Ồ, tôi không bao giờ cảm thấy buồn bã, hối tiếc hay ân hận khi gửi chúng xuống địa ngục. Ở đó, chúng sẽ ổn. Chúng không bị đau đớn như cách chúng ta chịu. Ồ, vậy à? Không, chúng có thế giới riêng và chỉ làm những gì chúng làm, những gì chúng muốn, cho nên không phải như tôi trừng phạt chúng hay gì hết. Tôi chỉ nhốt chúng lại để chúng không hại chúng ta hay bất kỳ chúng sinh vô tội nào ở bất cứ nơi nào nữa. Dạ, sư phụ, cảm ơn Ngài. Với chúng ta, địa ngục là khủng khiếp bởi vì chúng cứ tiếp tục trừng phạt và hành hạ những linh hồn dưới đó. Bởi vì linh hồn vẫn chưa cởi bỏ hết các lớp thân thể, họ vẫn còn có lớp thân thể Atula và vẫn cảm thấy đau đớn. Y như quý vị có thân thể vật chất vậy. Vì đó là lớp thân thể thứ hai, nên nếu họ bỏ quý vị vào địa ngục, quý vị chịu đau khổ rất nhiều, y như quý vị chịu đựng ở đây, quý vị cảm nhận nỗi đau và cảm thấy như mãi mãi, tất nhiên rồi. Còn đối với chúng trong địa ngục, chúng không tự trừng phạt chúng đâu. Chúng có thể ở đó và làm những điều ngớ ngẩn, ngu ngốc, những thứ xấu xa với nhau hoặc với chính chúng, tôi không bận tâm. Nếu chúng muốn trừng phạt hành hạ lẫn nhau thì cứ việc, hãy để gậy ông, đập lưng ông. Tôi nói như vậy đó. Tôi luôn luôn giận dữ. Xin lỗi. Cha hiểu. Quý vị tưởng mình sư không bao giờ nổi nóng sao? Nhưng tôi có nổi nóng với những chúng sinh tà ác này. Đừng nói với tôi về chúng nữa. Bởi vì tôi sẽ bị lên huyết áp. Bởi vì tôi sẽ nổi điên. Tôi phải thú nhận tôi phát điên. Không phải lúc nào cũng bình tĩnh, điềm đạm, trầm lặng và trầm tĩnh như quý vị nghĩ đâu. Không dành cho chúng. Không như vậy khi nhắc đến nỗi đau khổ của chúng sinh khác. Vậy cũng tốt khi đề cập rằng con người không bao giờ nên dính dáng vào điều này nữa. Dừng ngay lại. Phá hủy tất cả các phòng thí nghiệm này. Trừ khi tiến hành một số thí nghiệm để giúp con người chữa bệnh, chứ không dùng cho chiến tranh. Nếu không thể xử lý thì đừng làm.
bởi vì nó sẽ hại mình, hại người dân bên ngoài nếu lọt ra ngoài, nếu vi khuẩn hoặc virus thoát ra ngoài. Dạ, thật nguy hiểm. Tại sao con người không thấy sự liên kết đó? Bởi vì tin virus phát xuất từ Vũ Hán được loan báo trong giới truyền thông chính. Virus có thể xuất phát từ Vũ Hán, từ một con TT, từ điều đó chắc chắn 100%. Tôi đã kiểm tra bên trong với thiên đàng, chắc chắn từ Vũ Hán, từ động vật hoang dã. Cảm ơn Ngài đã kiểm tra. À, vậy tại sao con người trên thế giới thay đổi vẫn chưa đủ nhanh? Bởi vì họ vẫn chưa thấy mối liên kết này. Họ không muốn. Đó là vậy. Bất kỳ lý do nào cũng được để đổ lỗi cho bất cứ điều gì ngoại trừ chính thói quen ăn thịt của họ. Bởi vì họ không thể bỏ miếng thịt xuống và thay thế bằng một miếng đạm thực vật. Nên họ chỉ nói bất cứ gì. Đừng nghe, điều đó không đúng. Dạ. Họ chỉ không muốn bỏ miếng thịt đó xuống, hoặc là quá vô minh, hoặc bị buộc quá chặt, hoặc ăn thịt sâu thành thói quen bởi lực lượng phủ định tà ác, và thật khó cho họ để bỏ xuống miếng thịt. Tôi sẽ kể quý vị một chuyện cười chỉ để nhẹ nhàng một chút. Dạ. Ba công nhân đi làm cùng nhau và một người tên là John. Anh nói hôm nay mà tôi có bánh sandwich phô mai nữa, tôi sẽ nhảy lầu chết. Rồi anh ta mở ra đúng bánh sandwich phô mai. Thế là anh nhảy xuống. Chuyện không khôi hài lắm, nhưng cũng vui đôi chút. Dạ, có vui. Và công nhân kế trước khi mở, anh nói, hôm nay anh có món salad khoai tây nữa, thì tôi cũng sẽ nhảy lầu chết. Và anh mở ra đúng salad khoai tây. Thế là anh ta nhảy xuống. Nào, người thứ ba nói, hôm nay nếu là soup goulash nữa, tôi sẽ nhảy lầu chết. Thì ba người họ đều đã nhảy lầu, và sau đó tại đám tang, ba người vợ nói chuyện với nhau. Bà thứ ba nói, tôi không biết tại sao Thomas không nói với tôi là anh ấy không thích soup goulash. Nếu anh ấy nói, tôi đã làm món gì khác rồi. Bởi vì khi tôi nấu soup goulash lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh ấy nói anh thích đến nỗi có thể ăn món đó mỗi ngày, nên tôi đã làm món đó mỗi ngày. Tôi rất hối tiếc về điều đó. Và rồi người vợ thứ hai, cô ấy nói, nếu Oliver nói với tôi rằng anh không thích salad khoai tây, tôi đã không làm món đó rồi. Nhưng lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò, tôi đã làm món đó cho anh, và anh nói, ồ, anh có thể ăn món này mỗi ngày. Anh ấy thích món đó vô cùng, thành ra tôi làm món đó mỗi ngày. Tại sao anh ấy không nói với tôi là anh đã ăn ngán, thì tôi đã làm món gì khác rồi. Dạ. Rồi người vợ thứ ba của anh nhảy lầu đầu tiên nói, tôi cũng không hiểu John. Nếu anh ấy không thích sandwich phô mai, thì tại sao anh ấy lại tự làm món ăn đó mỗi ngày cho anh ấy chứ? Ôi trời, thế nên chúng ta tự tạo vấn đề và rồi tìm cách đổ lỗi cho bất cứ gì khác. Chúng ta chỉ cần thay đổi và đừng ăn thịt động vật nữa, thì tối thiểu chúng ta không có bệnh truyền nhiễm này từ động vật. Điều đó quá rõ ràng. Dạ, sư phụ, rất rõ ràng, thưa sư phụ. Chúng ta có bệnh bò điên từ bò phải không? Chúng ta bị bệnh dịch lợn từ lợn phải không? Chúng ta có bệnh cá gì đó từ thủy ngân, từ cá mà không thể phát hiện ra, cũng không thể chữa được. Dạ, sư phụ. Hoặc khuẩn salmonella từ trứng, từ gà. Chúng ta bị cúm gà từ gà, vân vân, từ các loại gia cầm khác, vân vân. Vậy cho đến nay, tất cả đều từ động vật. Dạ, cho đến bây giờ, tất cả bệnh tật và dịch bệnh, đại dịch khủng khiếp mà chúng ta có đều là từ động vật. Thế thì quá rõ ràng rồi. Đổ lỗi cho phòng thí nghiệm làm gì? Một phòng thí nghiệm. Ôi trời ơi. Dạ, cảm ơn Ngài. Điều này quá hiển nhiên. Nhìn vào lịch sử của tất cả những đại dịch gần đây, chứ không cần nói thời xưa nữa. Cúm Tây Ban Nha cũng xuất phát từ động vật. Dịch này đã giết chết 500 triệu người, tôi đã đọc được. Đợt bùng phát dịch thứ hai giết chết nhiều người nhất. Dạ, sư phụ, tổng cộng 500 triệu người. Tưởng tượng coi, trừ khi chúng ta không muốn sống nữa, thì cứ việc tiếp tục, cho dù thú vật bị hành hạ và làm tôi đau khổ vô vàn, thì tôi có thể đưa họ lên thiên đàng, chỉ có con người là tôi lo lắng thôi. Họ ngập lặng trong sự hợp tác và hành vi tội lỗi đẫm máu này. Dạ, sư phụ, bằng cách ăn và ủng hộ và dung túng kiểu hành hạ và sát hại động vật này. Dạ, sư phụ. Warning.
You might find the content herein disturbing, but the truth must be revealed. Đại dịch không phải là điều chúng ta lo lắng. Đại dịch không phải là điều mà tôi đau lòng. Tôi đau lòng vì con người sẽ đọa địa ngục và bị hành hạ ở dưới đó mãi mãi, hoặc ít nhất hàng trăm năm. Tùy thuộc vào quý vị ăn bao nhiêu thịt. Một trong các hội viên của chúng ta, đệ tử của tôi, cô ấy đã đi đến địa ngục và thấy mọi người bị nghiền thành thịt bầm. Một ngày 3, 4, 5 lần còn tùy. Còn tùy vào số lượng thịt đã ăn nhiều chừng nào. Kẻ tạo nên thế giới này và bắt giữ các linh hồn, hắn tính toán chi li việc làm sai trái của quý vị. Từng miếng thịt mà quý vị đã ăn, hắn sẽ không buông tha. Nếu hủy diệt tạo vật của hắn, hắn sẽ hủy diệt quý vị. Hắn làm cho quý vị thấy quý vị không được làm thế, nhưng hắn lại cám dỗ quý vị làm vậy, và rồi sau đó trừng phạt quý vị. Đó là vấn đề. Thành ra tôi căm ghét tên này. Lẽ ra tôi nên nói, ồ, không sao, ta tha thứ. Không, tôi không tha thứ. Tôi không tha thứ những kẻ này, những kẻ độc ác xấu xa này. Tôi tha thứ cho con người, những ai phạm tội, nếu họ sám hối. Thiên luật, tôi có thể tha thứ cho tất cả, chỉ có điều họ cũng phải làm phần của họ. Chỉ 1% thôi, còn tôi làm 99%. Nếu họ chỉ sám hối trong tâm, thế là xong, họ sẽ lên thiên đàng. Thành tâm sám hối. Dạ, thưa, làm sao để điều đó xảy ra ạ? Tôi không biết nữa cưng à. Tôi đã làm việc qua bao thập kỷ nay rồi, và nhiều vị thánh khác và các nguyên sư cũng đã làm việc bao lâu nay, từ cổ chí kim. Nhưng ảnh hưởng của ma vương quá mạnh. Vì chúng ta hiền lành, còn chúng sử dụng thần thông, chúng nói vào tai người ta, thì thầm cám dỗ họ. Chúng làm đủ mọi trò, chúng ở khắp nơi, khắp chốn. Còn chư thánh chỉ có 1 hoặc 2 vị, và đệ tử của các ngài không nhiều, nhất là thời xưa đệ tử không nhiều lắm. Ngày nay chúng ta có nhiều hơn, và chúng ta có những người khác, những người cộng sự như các nhóm thuần chay khác. Các nhóm ăn chay, thuần chay, nhóm nhân từ, họ đang cùng nhau làm việc. Họ đến từ thiên đàng vì những mục tiêu này. Trong thời gian này, tất cả họ được phái xuống cho việc này. Nên chúng ta cùng nhau làm việc, tuy nhiên thói quen đã khắc sâu vào con người, thói quen khó bỏ. Tôi cũng không trách con người, chỉ cảm thấy rất tiếc thôi. Ví dụ, tâm trí chúng ta đã được khắc sâu một thứ gì đó, thì cũng như máy vi tính. Dù quý vị xóa đi, một số chuyên gia vẫn có thể đào nó ra. Vâng, đúng vậy. Tương tự, máy điện toán não bộ của chúng ta còn khó xóa hơn nữa. Nó khắc sâu vào tiềm thức, và không ai có thể xóa được, ngoại trừ minh sư, vào lúc truyền tâm ấn. Có một số công thức bí mật để Ngài có thể làm điều đó, cho nên nghiệp quá khứ, hành vi sai trái, tội lỗi quá khứ có thể được xóa bỏ. Nhưng những tội lỗi mà đã được sắp đặt thành nền tảng cho kiếp này thì không thể xóa. Rồi sau khi kết thúc việc cho và nhận của kiếp sống này, họ có thể lên thiên đàng vì không còn nghiệp quá khứ để luân hồi, để trở lại luân hồi nữa, để trả nợ, để cho và nhận. Quý vị hiểu không? Dạ hiểu, sư phụ. Nếu không, không ai có thể thoát ra. Nếu quý vị xong nghiệp chướng đời này, quý vị tạo nghiệp mới, dù lớn hay nhỏ, quý vị quay lại luân hồi nữa để trả, để cho, để nhận. Thành ra ma quỷ luôn luôn muốn cám dỗ con người làm điều xấu, để họ phải quay lại. Và dù làm điều tốt, quý vị cũng phải trở lại để hưởng phước đó. Cho nên những người giàu sang, có địa vị quyền lực cao hơn trên thế giới, là những người trở lại vì họ phải hưởng công đức tiền kiếp hay nhiều kiếp trước. Thành ra bất cứ gì chúng ta làm phải quy công lao về Thượng Đế. Chúng ta không nhận là công lao của mình. Nếu nhận, Ma Vương sẽ viết xuống và nói, được, cô ta nói cô ta làm điều tốt này. Cô đã cho người này $1. Do đó, tất nhiên cô phải trở lại để hưởng điều đó, bởi vì nó sẽ nhân lên và cô sẽ giàu có hoặc nổi tiếng. Cho nên nghiệp bao gồm nghiệp xấu và tốt. Nếu quý vị làm việc tốt, quý vị phải hưởng nó trở lại và vui hưởng. Cho nên đừng bao giờ nghĩ quý vị làm bất cứ điều gì, thậm chí làm việc cho truyền hình vô thượng sư. Đừng nghĩ rằng quý vị làm, hãy tạ ơn mỗi ngày rằng quý vị có thể được làm một công cụ tốt, tốt, rất tốt để giúp tha nhân. Và đó phải là nhiệm vụ của chúng ta. Nhưng trong ân điển của Thượng Đế mà chúng ta có thể làm được, luôn luôn tạ ơn. Đừng bao giờ nhận công lao về mình. Đừng bao giờ cho ngã chấp của quý vị có cơ hội ghi lại và đưa cho ma quỷ tính điểm cho quý vị.
Bởi vì quý vị sẽ có tiền lãi dù tốt hay xấu. Trong cuộc điện đàm lần trước, sư phụ đề cập rằng các thiên đàng đang khoan hồng với con người chúng ta. Có lý do gì cho sự khoan hồng này không ạ? Chúng ta cầu nguyện. Dạ. Chúng ta cầu nguyện, tôi cầu nguyện. Có nhớ tôi đã nói tôi là luật sư cho con người không? Dạ nhớ. Tôi nói họ vô tội. Dạ sư phụ, họ vô tội, họ không đáng bị trách cứ. Họ đã bị đẩy xuống biển bơi lội và bị trách cứ và bị ướt hoặc chết đuối. Dạ. Họ chỉ bị mắc bẫy ở đây và làm bất cứ gì trong hoàn cảnh của họ và trong kiến thức ít ỏi của họ, bởi vì tất cả trí huệ bên trong họ đã bị xóa đi hoặc bị che chắn hoặc bị bao phủ. Dạ. Họ không biết gì nữa. Họ chỉ làm những gì mà hoàn cảnh đòi hỏi. Dạ sư phụ. Hoặc ảnh hưởng từ ác ma nữa vì điều đó. Thưa, có lời cầu nguyện đặc biệt nào hay bất cứ điều gì sư phụ muốn chia sẻ với thế giới mà sẽ giúp con người nhớ đến Thượng Đế trong thời gian khó khăn này không ạ? Chỉ vậy thôi và tất cả các bài giảng của tôi. Không biết nó có giúp mọi người hay không, nhưng có giúp một số người, thành ra chúng ta mới có đệ tử. Nhưng ngay cả đệ tử đôi khi vẫn còn ở đẳng cấp thấp và bị ma lực ảnh hưởng quá nặng, khiến họ làm những điều sai trái, đặc biệt đối với tôi. Bất cứ điều gì họ làm cho tôi đều có tác dụng ngược và đôi khi gây hại cho tôi. Nếu họ ở đẳng cấp thấp, ma lực đó bị lấy đi rồi nhưng vẫn còn gì đó đã khắc sâu trong con người, vẫn chưa hoàn toàn được rửa sạch. Họ sẽ không hiểu. Nếu không hoàn toàn sạch sẽ, họ không hiểu những gì ta nói. Họ không đổ lỗi cho việc ăn thịt động vật, mà chỉ đổ lỗi ở đâu đó. Ai sắp đi đâu ở đâu, hoặc ai đi đâu ở đâu, lây nhiễm cho người khác và phòng thí nghiệm. Dạ, chứ không phải thói quen ăn thịt động vật. Những người này họ thật lòng, họ thành thực trách cứ, họ không bịa đặt, họ không bịa chuyện, chỉ để đổ lỗi cho nhau. Và một số chính phủ, họ đang đổ lỗi cho nhau, họ cũng không bịa chuyện, họ thật sự tin điều đó. Đầu óc, não bộ của họ đã bị ảnh hưởng tà ác quá nặng, giống như những người bệnh nặng khó mà chữa. Dạ sư phụ, nhưng những người vừa mới bị bệnh thì có thể chữa khỏi hoặc triệu chứng nhẹ. Nhiều người không có triệu chứng gì cả. Điều đó có nghĩa là có hàng trăm, tối thiểu, để tôi kiểm tra con số. Dạ, ít nhất là hàng tỷ người. Tối thiểu 1,5 tỷ người hiện đang nhiễm bệnh. Ý tôi nói mang loại virus đó, loại này hay loại khác, nhưng họ không có bất kỳ triệu chứng nào. Nếu quý vị không bao giờ có thể thực sự kiểm soát tốt được, nhưng họ có thể lây bệnh cho người khác ạ. Tất nhiên họ có thể. Nếu quý vị sức nước hoa lên người mình mà mũi lại bị rối loạn chức năng, quý vị không ngửi thấy mùi, không có nghĩa là người khác không ngửi thấy nếu tai quý vị dính bùn. Và vì mù quý vị không nhìn thấy. Nhưng quý vị có thể bôi nó ở bất cứ đâu, lên tường, lên bàn, lên người khác khi đụng vào. Không biết tội không phải là cái cớ để ma quỷ không trừng phạt quý vị. Quý vị phạm tội thì họ vẫn trừng phạt quý vị như thường, mặc dù quý vị không biết đó là tội. Quý vị bị thúc ép gây nên tội đó. Đây là một hệ thống ngu xuẩn quái ác mà tôi căm ghét. Hệ thống này phải dừng lại, tôi sẽ dừng nó, chỉ là quá lâu không như tôi muốn. Thưa sư phụ, trong bản tin gần đây, mọi người đã xuống đường như ở Mỹ để phản đối việc cách ly do COVID-19. Một số cũng không đeo khẩu trang. Sư phụ nghĩ sao về điều này? Rất đáng lo ngại, rất đáng lo ngại. Dạ. Quý vị cũng có thể hiểu, quý vị có thể tưởng tượng, chắc chắn rồi ạ. Vâng ạ. Không ai thích cách ly cả, không ai cả. Người dân tất nhiên không bao giờ muốn điều đó. Và chính phủ cũng không. Dạ sư phụ, cả hai bên đều có khó khăn riêng. Người dân không quen với việc ở trong nhà suốt thời gian này quá lâu, hàng tuần và hàng tháng liền, và không việc làm. Và chính phủ cũng không muốn điều đó, bởi vì họ cũng phải chi trả rất nhiều cho người dân. Dạ. Rồi chính phủ và các công ty cũng phải trả tiền, và như vậy cho nhiều triệu người, hàng chục triệu người không có việc làm. Và tôi cũng thật sự không biết phải nói gì. Tôi thật sự ước rằng chúng ta không có đại dịch này, bởi vì người dân phải bị cách ly như thế. Và rồi cảnh sát cũng phải làm việc thêm để thực thi điều đó. Cho nên
Từ trường giữa chính phủ, người dân và cảnh sát không được an bình, tất nhiên rồi. Mặc dù người dân biết cảnh sát chỉ làm công việc của họ, và chính phủ chỉ muốn điều tốt nhất cho mọi người, vì họ lo lắng đại dịch sẽ lan rộng hơn ngoài tầm kiểm soát và mọi người sẽ bị bệnh hoặc chết và tệ hơn. Và ngay cả họ, khi muốn làm việc, họ cũng không thể, bởi vì họ bị bệnh hoặc chết. Bây giờ họ chết với số lượng lớn, xác người bốc mùi trên đường phố, ở một vài quốc gia bởi vì không ai lo liệu, và không đủ người để xử lý, và một số người không dám xử lý. Họ sợ bị truyền nhiễm. Dạ, ôi trời, những điều như thế. Và chính phủ tất nhiên không bao giờ muốn điều này. Thứ nhất, người dân không bao giờ muốn điều này. Họ không quen với việc cách ly và họ muốn làm việc để kiếm thêm tiền. Quý vị thấy đó, cho dù chính phủ cho họ một số trợ cấp xã hội vẫn không bao giờ nhiều như chính phủ muốn cho, bởi vì quỹ của chính phủ cũng có giới hạn. Và hàng triệu người như thế, nên làm sao tiền trợ cấp có thể rộng rãi như việc quý vị làm việc. Khi làm việc, quý vị có thể kiểm soát thu nhập của mình. Quý vị càng làm việc, quý vị càng thu nhập, đúng vậy ạ. À. Làm một công việc khác hoặc làm hai công việc thì quý vị có thể có nhiều tiền hơn và có nhiều thời giờ làm việc hơn, nên mọi người cảm thấy rất rất bị hạn chế và lo lắng cho gia đình của họ, không đủ tiền để chi tiêu. Họ có thế chấp, họ có bảo hiểm xã hội, họ có quá nhiều thứ. Người ngoài họ làm việc vất vả vì họ phải chi tiêu rất nhiều. Càng có nhiều, quý vị lại càng phải làm việc, vì vậy họ không thể cứ ở nhà và cảm thấy an ổn về điều đó. Tôi hy vọng họ có thể tìm thấy pháp thiền, tập yoga, tối thiểu có lợi cho họ về mặt tinh thần và tâm linh. Và tôi hy vọng điều đó sẽ giúp họ một chút, làm họ bớt căng thẳng và để giúp họ nâng cao tâm thức. Con hy vọng vậy. Dạ vâng, cảm ơn sư phụ. Và họ có thể chấp nhận hoàn cảnh một cách tốt hơn và cầu nguyện cho ngày mai tươi sáng hơn. Chính phủ, tôi chắc chắn họ không muốn điều đó, bởi vì họ biết rằng người dân coi cách ly như sự hạn chế tự do. Và ở nhiều nước tự do, điều này đi ngược lại với hiến pháp của họ. Nhưng tôi không nghĩ rằng chính phủ có bao giờ lại muốn điều này xảy ra. Không ai muốn cả. Dù là người dân hay chính phủ hoặc cảnh sát, ai cũng thích an bình và đời sống bình thường. Tình trạng này, mọi quốc gia đều mất rất nhiều tiền vì doanh nghiệp đóng cửa, thiếu hụt tiền thuế và thiếu lực lượng lao động, và thiếu nguồn cung cấp thực phẩm và thiếu dụng cụ y tế, và đủ loại vật phẩm đều thiếu ngay lúc này vì người dân không thể ra ngoài, không thể làm việc, không thể chi tiêu, và nhiều loại thực phẩm không thể bán trong nhà hàng và trong siêu thị hoặc các cửa hàng nhỏ khác. Nhiều thứ liên quan đến thực phẩm bị hư thối. Rất nhiều doanh nghiệp mất nhiều tiền hơn, trợ cấp nhiều hơn cho các doanh nghiệp khác nhau. Do đó, không chính phủ nào muốn điều kiểu thế này cả. Và họ biết rõ nó đi ngược lại ý thích của mọi người. Và dù người dân biết điều đó, họ cũng không thể chỉ ngồi đó. Một số người họ không thể chịu nổi. Con cái của họ cần gì đó và gia đình họ cần thêm một số thu nhập. Nhưng các khoản trợ cấp từ chính phủ hoặc công ty có giới hạn. Và như vậy đã tốt lắm rồi. Hãy tưởng tượng, nếu chính phủ không có trợ cấp tài chính nào, người dân sẽ chết đói trong nhà của họ. Ở một vài quốc gia, nếu người dân không có trợ cấp của chính phủ vì quá nhiều người, hoặc đó là một nước nghèo, thì người dân còn khổ hơn nữa. Họ không có gì cả. Như ở một số quốc gia, người ta bán hàng trên đường phố, và đó là thu nhập của họ. Và họ kiếm được đồng nào thì tiêu đồng đó, và bây giờ tình trạng này rất rất là thật tội cho họ, thật tuyệt vọng cho họ. Dạ sư phụ, tuyệt vọng cho mọi người, và nỗi lo lắng trong tâm họ, trong đầu họ, và những phiền não mỗi ngày trong tâm trí của họ. Tin xấu mỗi ngày, chưa có tin gì tốt. Rất nhiều bác sĩ và y tá đã chết, và nhân viên bệnh viện chết cũng vì căn bệnh này. Họ ở tiền tuyến và không dễ dàng mắc dịch. Ngoài ra không đủ thiết bị để bảo vệ cá nhân họ. Thật là một tình trạng khủng khiếp cho thế giới chúng ta hiện giờ. Có vẻ quá tuyệt vọng. Đúng vậy, tình trạng này càng kéo dài, tôi không biết mọi người sẽ đi về đâu, và tôi không biết liệu chính phủ có còn đủ tiền để tiếp tục phân phát không, để trợ cấp cho người dân, những người đã nghỉ việc vì COVID-19. Tôi cũng cảm thấy thương xót cho chính phủ nữa, bởi vì họ không thể nào không cách ly người dân, và họ không thể để người dân ra ngoài. Họ bị kẹt ở giữa. Họ cũng muốn chứ. Một số chính phủ, một số tiểu bang hoặc một số khu vực đã muốn nhượng bộ và để mọi người đi làm.
Nhưng ở nhiều nơi, tôi nghe nói ở Nhật Bản, họ nghĩ không sao. Và sau đó họ đã gỡ bỏ lệnh cách ly và rồi ngay lập tức con số tăng vọt, số người chết và người nhiễm bệnh tăng quá cao. Ôi trời ơi, chỉ là một ví dụ rất đáng sợ ngay bây giờ. Nên tôi chắc chắn mọi người cũng không muốn đi biểu tình, gây rắc rối cho cảnh sát và cho chính họ, và ở tù hoặc bị còng này kia. Chỉ là mọi người rất tuyệt vọng trong lúc này. Mọi người rất muốn trở lại bình thường và lo lắng về tương lai nếu họ không còn tiền nữa. Tiền tiết kiệm của họ ngày càng giảm hoặc không còn. Và chính phủ cũng tuyệt vọng. Họ muốn giúp người dân. Họ muốn bảo vệ người dân. Và họ chỉ phải làm điều đó và chờ đợi xem tình hình. Thành ra một số nhà lãnh đạo hoặc chính phủ, họ đang đổ lỗi cho nhau bởi vì họ quá lo lắng và quá tuyệt vọng cho người dân của họ. Nhà lãnh đạo nào cũng muốn giúp đỡ người dân của họ như thế này, họ cảm thấy bất lực ở địa vị của họ. Thế nên điều tốt nhất họ có thể làm là bảo vệ người dân, giữ người dân trong nhà để không bị nhiễm bệnh. Dạ, sư phụ. Hoặc nếu họ nhiễm bệnh nhẹ, hoặc họ miễn nhiễm với căn bệnh này, mặc dù họ mang virus, họ sẽ không lây nhiễm người khác. Hiểu không? Vậy tốt nhất là ở nhà. Tôi nghĩ cho đến khi chắc chắn rằng sự lây nhiễm thật sự được kiểm soát vì sinh mạng và sức khỏe của người dân. Hoặc mọi người phải nghĩ cách bảo vệ bản thân khi họ đi ra ngoài. Tương tự như các y tá và các bác sĩ trong bệnh viện, bảo vệ hoàn toàn cho tới khi mọi thứ chắc chắn trong tầm kiểm soát. Tôi ước mọi người ai cũng có thể tự do đi đây đi đó. Chỉ có điều rất đáng sợ cho họ ngay bây giờ. Cầu nguyện Thượng Đế. Cầu nguyện rằng mọi việc sẽ sáng tỏ hơn và tốt hơn. Và rằng người dân sẽ hiểu nguyên nhân gốc rễ thật sự của vấn đề. Bởi vì chúng ta cứ luôn bị bệnh dịch và lây nhiễm và dịch bệnh đại dịch. Cho nên họ phải hiểu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Hãy cầu nguyện ngày đó sớm đến, nếu không chúng ta không thể chỉ dựa vào khoa học. Bởi vì đó là giải pháp ngắn hạn. Giải pháp dài hạn là chúng ta phải trở nên giống như con cái của Thượng Đế hơn. Dạ sư phụ, hoặc chư Phật. Rồi mọi chuyện sẽ tốt. Cầu nguyện Thượng Đế, cầu nguyện Thiên Đàng. Không chỉ về tiền và việc làm thôi. Một số người chỉ có một studio rất nhỏ và căn hộ. Thật sự rất nhỏ, ví dụ ở Nhật Bản, Tokyo hoặc ở Hồng Kông. Nơi đất đai quý hiếm. Không gian gần như không thể mở rộng và người ta sống trong một căn hộ. Phân chia rất rất nhỏ như một căn hộ bình thường, có thể 4 mét vuông. Họ chia nó thành 3 hoặc 4 chỗ, quý vị hiểu. Mỗi người sống trong một chỗ. Và thường thì nếu họ có thể ra ngoài thì không quan trọng. Họ đi làm và sau đó họ đi ra công viên hoặc cửa tiệm. Và đi ăn ở nhà hàng và sau đó họ trở lại chỉ để ngủ và tắm rửa thì không sao. Nhưng bây giờ họ không thể đi ra ngoài chút nào. Những người nghèo bị ảnh hưởng nặng nhất. Thành ra họ đi biểu tình, cho nên không thể đổ lỗi cho họ và cũng không thể đổ lỗi cho chính phủ. Tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ cầu nguyện thôi. Thưa sư phụ, giả sử tình trạng nhanh chóng đảo ngược, nếu tất cả chúng ta hoàn toàn ăn thuần chay thì từ trường thế giới sẽ thay đổi nhanh như thế nào? Và liệu virus có biến mất hoàn toàn hay không? Tình trạng sẽ thay đổi hầu như ngay lập tức, chỉ là những gì đã xảy ra sẽ phải tiếp tục trong một thời gian. Nhưng nhanh hơn là nếu không ăn chay, họ phải tìm vaccine. Nhưng sau đó dù là vậy, nhờ ân điển của thiên đàng và qua sự giảm bớt của nghiệp báo, nhờ sự can thiệp của những người tốt, thánh hiền và những người nhân từ, người ăn thuần chay và ví dụ như các đệ tử của tôi hoặc các đệ tử khác hoặc các nhóm thiện lành bên ngoài, bởi vì tất cả năng lượng nhân từ này giúp giảm thiểu nghiệp quả và được sự khoan hồng của Thượng Đế vì sự can thiệp từ Minh Sư. Cảm ơn Thượng Đế về Minh Sư. Họ luôn luôn tranh cãi, tuy nhiên nghiệp quá nặng.
tôi cũng phải công bằng nữa. Nếu họ tiếp tục hành hạ động vật thì sẽ không giúp được gì, trước sau gì họ cũng sẽ chết. Chỉ là sự hành hạ, sự giam cầm, cách họ đối xử với thú vật thật độc ác. Năng lượng ác sẽ sinh ra năng lượng ác. Thiên đàng không thể làm ngơ tiếng khóc và sự đau khổ và tiếng rên la và sự kêu than của chúng sinh. Chúng sinh còn sống như những động vật thông minh, từ ái, vô tội, khôn ngoan, vô tội, giàu tình thương, hữu ích. Thưa, còn gì khác nữa mà đệ tử chúng con có thể làm không? Ý con là con biết chúng ta đang làm, nhưng có lẽ còn gì đó mà chúng con có thể làm thêm. Có thể xuống đường, hoặc con không biết nữa, cố gắng đánh thức mọi người. Nhiều nhóm đã xuống đường rồi. Người ta bỏ ngoài tai, hành động này chỉ ảnh hưởng một số người. Chúng ta phải dành thời gian để thiền, để cầu nguyện. Mỗi người có công việc khác nhau. Đó là công việc của các nhóm khác. Họ vẫn phải làm điều đó, dĩ nhiên rồi. Nó sẽ ảnh hưởng bằng cách nào đó, mức độ nào đó. Chúng ta làm những việc khác, phải cầu nguyện trong yên lặng. Chúng ta phải thiền cho thế giới thường chai. Thế giới thường chai sẽ mang lại thế giới hòa bình vĩnh cửu, sẽ sinh ra năng lượng nhân từ cho tất cả chúng sinh, bao gồm cả con người, và rồi họ sẽ không bị bệnh như vậy nữa. Cho dù họ phải trải qua bệnh tật này bây giờ, nếu họ chuyển sang thường chai thì trong tương lai chúng ta không có bất kỳ đại dịch hay bệnh dịch nào nữa. Thế giới của chúng ta cứ luôn có hết đại dịch này đến đại dịch khác, bởi vì chúng ta tiếp tục giết hại. Hãy nhìn lại lịch sử, bệnh dịch cá chết đen, hoặc dịch hạch và bệnh sởi. Ngay cả bây giờ bệnh sởi đang trở lại. Ví dụ vậy, và Ebola ở một số quốc gia, chúng ta không chỉ có virus COVID-19 mà thôi. Không chỉ có vậy mà còn có những mối đe dọa cận kề khác ở mọi nơi, và nếu họ tiếp tục ăn động vật hoang dã hay động vật, họ sẽ có một bệnh dịch khác sớm thôi, hoặc đang đến, và lần nào cũng vô vọng bởi vì họ chưa gặp qua những thứ này trước đây. Và rồi họ không biết bản chất của virus. Đến nay họ vẫn không biết. Đối với mọi người vẫn là trò đoán mò và đổ lỗi lẫn nhau. Hãy ngừng đổ lỗi cho nhau. Đổ lỗi không ích lợi gì hết. Bây giờ là lúc để thế giới nhận ra rằng tất cả chúng ta cùng nhau đương đầu. Và tất cả chúng ta có một kẻ thù chung, đó là ác quỷ. Và nó đã xui khiến chúng ta ăn thịt và phạm tội. Do đó, chúng ta mới có hậu quả này. Cho nên chúng ta phải đoàn kết, nhận ra tất cả điều đó và ngừng điều đó lại. Ngừng từ gốc, không tưới nước trên đá, mà tưới cây từ gốc rễ. Nguyên nhân gốc là cách độc ác, cách của quỷ dữ, cách hung ác mà chúng ta đối xử với chúng sinh khác, chúng sinh hữu ích, bất lực, vô hại, vô tội. Những chúng sinh thông minh, từ bi, khôn ngoan, những người giúp đỡ, người thầy, bạn bè, ân nhân của chúng ta. Đó là loài vật, đó là nguồn gốc của tất cả những vấn đề trên thế giới, của tất cả bệnh tật, chiến tranh. Thưa sư phụ, khi thế giới trở thành thường chai, Ngài thấy thế giới này ra sao? Ngài thấy con người như thế nào? Hòa bình, hạnh phúc, không bao giờ có bất kỳ bệnh tật nào như vậy nữa. Ngoại trừ ốm đau vặt, có lẽ phải trả vì đã được định sẵn cho kiếp sống này. Nên ngay cả minh sư cũng phải trải qua ốm đau, vì nếu quý vị không có bản thiết kế của kế hoạch suốt đời cho đời mình, cho sự hiện hữu ở cõi vật chất, thì quý vị không thể tồn tại, cũng như một căn nhà có một bản thiết kế và họ xây dựng theo đó. Và nó đã được chấp thuận rồi, quý vị không thể phá hủy nó vô cớ, không thể thay đổi. Quý vị đã có một bản thiết kế, kế hoạch xây dựng được chính phủ chấp thuận rồi. Nếu thay đổi, quý vị phải làm một cái khác. Một cái khác có nghĩa là người đó phải chết để thay đổi nó. Nhưng cách họ đang làm những hành động xấu với đời họ, họ sẽ chỉ tạo nên bản thiết kế tệ hơn trong kiếp tới mà thôi. Họ không thể thay đổi nó. Họ phải quay lại và trả giá cho tất cả những việc làm, việc xấu. Gieo nhân nào gặt quả ấy. Điều này rất rõ ràng trong bất kỳ kinh điển nào của các tôn giáo. Không cần tôi nói điều gì nữa hết. Mọi người chỉ không muốn hiểu thôi. Ảnh hưởng xấu của tà ác làm họ mù điếc câm. Vì vậy, điều ta nói với quý vị rất rõ ràng như ánh sáng mặt trời, nhưng đối với họ thì hả, bà nói gì vậy? Họ thậm chí không hiểu, họ thậm chí không nghe gì hết. Lắng tai mà chẳng nghe, nhìn mà chẳng thấu. Đó là những gì Kinh Thánh nói. Nếu không thì một vị minh sư xuống để cứu tất cả là đủ rồi. Nhưng giờ chúng ta đã đuổi ma vương đi rồi,
nên những linh hồn sau này sẽ không bị mắc kẹt ở đây nữa trong tương lai. Nếu họ ăn thuần chay ngay bây giờ, ngoại trừ những hậu quả nhỏ không thể tránh khỏi của nghiệp chướng trong quá khứ mà họ phải chịu đựng đời này, chúng ta không có thêm đại dịch nữa, không có bệnh tật nữa. Chúng ta sẽ có hòa bình mãi mãi giữa các quốc gia. Mọi người sẽ hạnh phúc, có mọi thứ để ăn. Tất cả các vụ mùa sẽ lại dồi dào. Và chúng ta sẽ làm bạn với loài vật. Phải, loài vật cũng sẽ có hòa bình. Tất cả chúng sinh sẽ có hòa bình. Họ tốt thật nóng lòng để thấy ngày đó. Ồ, tôi biết tôi đang làm việc vì điều này. Cảm ơn Ngài. Không ngày nào mà tôi quên cả. Không ngày nào tôi nghỉ ngơi cả. Con tin Ngài, thưa sư phụ, con biết chắc vậy. Thưa sư phụ, giá trị trong vũ trụ của Ngài bây giờ vẫn nguyên vẹn chứ ạ? À? Con nhớ lần trước... Vẫn nguyên vẹn. Đã bị sức mẻ một chút, nhưng tôi còn nữa, được dự trữ. Nó sức mẻ một chút, mỗi khi tôi gặp phải con người. Tôi không gặp con người, nhưng chỉ đôi khi tình cờ, ví dụ vậy. Nhưng nếu tôi vừa bước ra ngoài, và rồi tình cờ có người ở đó, cho đến nay mới chỉ một vài người, nên có thể lo liệu được nếu tôi phải đi ra ngoài, đến khu vực khác. Tôi đã đổi nơi ở rồi. Đã tới lúc phải đổi, tôi di chuyển vào ban đêm để không phải gặp nhiều người. Nếu tôi phải nói chuyện với quý vị ngay lúc này, và nếu quý vị phát sóng buổi nói chuyện này, thì cũng sẽ sức mẻ đôi chút. Nếu phát sóng trên thế giới, toàn thế giới, thì tôi sẽ mất rất nhiều, nhưng tôi sẽ lấy lại, đừng lo. Không chỉ giá trị thôi, mà còn cả công đức tâm linh và sức khỏe thân thể, và đủ mọi thứ nữa. Mọi thứ sẽ xảy ra một cách bất lợi. Nhưng nếu quý vị biết tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống, thì còn gì để nói nữa. Dạ, chúng con hiểu. Xin cảm ơn tình thương của Ngài, thưa sư phụ. Xin cảm ơn Ngài. Ồ, tôi sinh ra là vậy rồi. Tôi đã sáng tác bài hát Ta làm được gì cho nhân thế. Vâng, ca khúc rất dễ thương. Một câu hỏi khác từ một sư tỷ về một chủ đề khác. Sư phụ có thể chia sẻ nhiều hơn về vũ trụ vốn sẵn hiện hữu, không được sáng tạo, vừa mới được đề cập tới. Chúng sinh nào cư ngụ ở đó ạ? Làm sao tôi có thể kể cho quý vị về những gì mà quý vị chưa bao giờ nghe đến và không bao giờ tưởng tượng nổi? Tôi không thể nói cho quý vị biết. Tôi chỉ nói rằng có những thế giới như vậy, bên ngoài Eos cư, bất sinh bất diệt, không được tạo ra. Cũng như Thượng Đế, làm sao tôi có thể mô tả Thượng Đế cho quý vị biết? Ngoại trừ ta nói Thượng Đế là tình thương vĩnh cửu. Và chúng con hiểu rồi, không có gì để mô tả bởi vì các chúng sinh đó không giống bất kỳ chúng sinh nào trên tinh cầu này hoặc tinh cầu khác, ngay cả ở Eos cư. Không có sự tương đồng với bất cứ những gì đã được tạo ra. Cũng như Thượng Đế toàn năng, quý vị biết, quý vị cảm nhận, quý vị có thể tin rằng Ngài hiện hữu. Ngài có hiện hữu. Nhưng quý vị không biết Ngài trông như thế nào, không thể diễn tả Ngài. Dạ, sư phụ. Chúng sinh cảnh giới thứ năm, quý vị còn không thể diễn tả, huống hồ nói về bên ngoài, thế giới bóng. Vâng, thưa sư phụ, cảm ơn Ngài. Một câu hỏi từ một sư huynh. Làm sao để những người phụng sự Thượng Đế là công cụ tốt hơn cho Ngài? Sư phụ có lời khuyên hoặc thông tin mới nào về mặt vật chất hoặc tâm linh mà sư phụ biết có thể giúp những người phụng sự có khả năng hơn không ạ? À? Tôi có thể biết, nhưng quý vị có thể không làm nổi. Khiêm tốn, kính trọng. Dạ, sư phụ. Bởi vì nếu tôi nói như thế, có vẻ như vị kỷ, quý vị phải kính trọng sư phụ của quý vị. Tất nhiên rồi ạ. À. Là người cứu rỗi linh hồn quý vị và nhiều đời gia đình quý vị, điều thứ nhất. Điều thứ nhì, quý vị phải khiêm tốn. Quý vị là công cụ, phải luôn luôn biết ơn ân điển của Thượng Đế là quý vị có thể làm công việc cao thượng này. Đừng bao giờ nghĩ rằng quý vị làm, vì như vậy quý vị chặn lại dòng ân điển, chặn lại dòng cảm hứng. Phải luôn luôn khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn và biết ơn thế thôi. Khiêm nhường hơn. Khiêm nhường, vâng. Hãy rèn luyện bản thân như vậy nếu có thể được. Vấn đề là mỗi người đều có ngã chấp. Thật khó để nghĩ rằng không phải là quý vị làm. Quý vị hiểu điều đó. Chỉ là không thể thực tập điều đó cho giỏi. Càng thực tập được điều đó, tài năng của quý vị sẽ càng nở rộ và lên những đẳng cấp cao hơn. Đó là điều tôi có thể bảo quý vị. Khiêm tốn, biết ơn, kính trọng. Kính trọng sư phụ của quý vị. Ngài đại diện cho các thiên đàng cao đẳng. Ngài đại diện cho Thượng Đế toàn năng. Quý vị phải kính trọng. Và quý vị sẽ có nhiều công đức hơn, nhiều điều tốt đẹp hơn xảy ra. Trong đời sống quý vị hạnh phúc hơn, nhẹ nhàng hơn. Tiến bộ hơn trong thiền định và trong công việc, trong tài năng của quý vị, bất cứ gì.
và rồi khiêm tốn. Lòng tôn kính và tri ân cũng được bao hàm trong sự khiêm tốn. Có lẽ nếu quá dài, đối với quý vị thì chỉ cần nói khiêm tốn vậy nhé. Dạ, đức tính khiêm tốn, bởi vì nếu quý vị khiêm tốn thì sẽ cảm thấy biết ơn. Quý vị biết mình không là ai cả thì quý vị biết ơn bất cứ gì quý vị được ban cho, tài năng hoặc bất cứ gì. Và nếu khiêm tốn thì quý vị sẽ biết ơn món quà tâm ấn cứu rỗi linh hồn quý vị mãi mãi và nhiều đời, nhiều dòng họ của quý vị mãi mãi. Và nếu khiêm tốn thì quý vị cũng sẽ kính trọng sư phụ của quý vị vì giúp quý vị vô điều kiện. Do đó khiêm tốn một chữ thôi, khiêm tốn, khiêm nhường. Còn câu hỏi nào nữa không? Dạ hết rồi ạ. Tôi tưởng cô dọa tôi với 20 câu hỏi chứ. Dạ chúng con lên danh sách 20 nhưng nhiều câu hơi trùng và sư phụ đã trả lời một phần lớn rồi ạ. Lịch của tôi quyển lịch nổi tiếng. Xin cảm ơn ngài. Bởi vì điều này sẽ luôn dẫn đến những điều khác. Dạ. Quý vị không bao giờ có thể phân định rõ ràng trắng đen khi thảo luận về lĩnh vực tâm linh này. Dạ đúng vậy ạ. Vậy nếu tôi đã trả lời hết rồi thì tuyệt. Xin cảm ơn ngài rất nhiều đã dành thời gian cho chúng con. Tôi hết sợ rồi. Khi cô nói 20 mấy câu hỏi, tôi tự nhủ trời ơi, chúng ta phải nói chuyện suốt hàng giờ liền hay sao đây? Được rồi, thế thôi. Và cảm ơn tất cả quý vị cho công việc mà quý vị đã làm giỏi lần rồi theo những chỉ thị. Dạ sư phụ. Và lần này tôi nghĩ quý vị cũng sẽ làm giỏi luôn. Vâng, chúng con sẽ làm giống vậy. Chúng ta chẳng là gì cả. Dạ. Trong cõi vật chất này, tôi vẫn rất khiêm tốn. Quý vị không thấy nhưng tôi có. Tôi luôn luôn cảm ơn tất cả các vị thiên đế. Ngay cả hôm nay tôi đã nói chuyện với vị thần chiến tranh, hỏi một số câu hỏi và tôi đã cảm ơn ông ấy. Ông ta ở trong thế giới bóng và ông không phải là vị thần lớn, nhưng tôi vẫn cảm ơn ông ấy với tất cả lòng tôn trọng. Thật vậy, tôi trân trọng chào ông ta và cảm ơn ông đã làm việc giỏi và cảm ơn ông đã trả lời tôi. Nhưng tôi không thể tiết lộ cuộc đàm thoại này. Dạ chúng con hiểu. Tôi cũng cần nói chuyện với một số vị thần cai quản quốc gia sở tại. Mỗi quốc gia có một vị thần giám sát việc làm của đất nước. Ông không gây ảnh hưởng gì cả. Ông ấy chỉ ghi chép lại thôi. Phải, để ông có thể đưa vào thư viện Akashic. Trong tất cả các hoạt động của con người, không bao giờ có gì mất đi hết. Bất cứ quý vị làm gì, bất cứ quý vị nghĩ gì, bất cứ quý vị không làm gì, tất cả đều ở đó. Chúng ta không bao giờ chối được tội của mình, không bao giờ che đậy được nó, không bao giờ che giấu được sự minh bạch của bản chất vũ trụ. Chúng ta có thân thể nên chúng ta không cần phải biết quá nhiều về hành vi sai trái hay những gì tội lỗi giấu giếm của người khác. Và đó cũng là một phước lành. Bởi vì nếu biết, chúng ta sẽ bệnh nôn mửa và không thể chịu đựng nổi. Bên trong họ, không chỉ bên ngoài. Ngay cả khi nhìn thấy thú vật đau khổ, bị hành hạ như thế, chúng ta đã quá đau khổ rồi. Huống chi biết hết những suy nghĩ và hành động tội lỗi của mọi người khác. Mắt trần không nhìn thấy. Trong thế giới vật chất này, chúng ta có thân thể vật chất, đó là một trở ngại nhưng cũng là một phước lành. Hôm nay tôi đã nói chuyện, và rồi hôm qua hôm kia tôi có nói với một vài vị thiên đế khác nhau về những điều khác nhau. Tôi luôn biết ơn. Tôi thậm chí rất biết ơn chó của tôi khi họ cho tôi biết điều gì đó. Tôi cảm ơn họ. Tôi cảm ơn mấy chú nhện và tôi đã hứa với họ sẽ đưa họ lên thiên đàng. Thưa sư phụ, chúng con thật sự nhận thấy ngài luôn biết ơn. Ồ vậy à? Vâng, chắc chắn vậy ạ. Ý tôi là quý vị kể chuyện này để quý vị biết rằng tôi không chỉ nói suông, chính tôi cũng làm điều đó cho nên tôi mới hiểu sâu xa ý nghĩa đó. Bởi vì nếu chỉ nói suông thì không ảnh hưởng con người nhiều cho lắm. Do đó tôi nghĩ quý vị có thể đạt lợi ích từ thái độ của tôi, từ trường khiêm tốn của tôi và quý vị cũng làm như vậy. Vâng thưa sư phụ, cảm ơn ngài. Hãy cầu nguyện cho điều đó. Nếu thấy mình không đủ khiêm tốn thì quý vị hãy cầu nguyện. Xin cho con khiêm tốn hơn. Khiêm tốn càng nhiều càng tốt để con có thể phụng sự Thượng Đế, phụng sự chúng sinh đau khổ. Dạ sư phụ. Làm vơi đi nỗi thống khổ và đau buồn của họ. Dạ vâng thưa sư phụ. Vâng, chúng con sẽ cầu nguyện. Lòng tôi lại quặn thắt nữa. Tôi không thể quên. Chúng con sẽ tiếp tục cầu nguyện thưa sư phụ. Được. Cảm ơn ngài rất nhiều. Được rồi, còn điều gì nữa mà quý vị chưa rõ, quý vị có thể hỏi tôi. Tôi nói tôi sợ nhưng tôi không sợ như thế. Quý vị có thể hỏi tôi hàng trăm câu hỏi, miễn là giúp ích cho quý vị, giúp tất cả cộng sự viên, rồi giúp thế giới thì tôi sẵn sàng ngồi nói chuyện cả ngày.
Xin cảm tạ Ngài. Dạ hết rồi, chúng con có bấy nhiêu câu hỏi thôi. Tốt lắm. Và tất cả quý vị đều ngoan. Bây giờ thời tiết tốt hơn, chắc tốt hơn rồi. Tất cả quý vị đều vui vẻ, khỏe mạnh. Tôi rất mừng, vui mừng. Cảm ơn Ngài. Dạ. Thượng Đế gia hộ cho sư phụ. Tôi đặt vòng bảo vệ nhiều nhất có thể xung quanh tất cả quý vị. Tôi đã làm rồi. Tôi cũng yêu cầu các thiên đế bảo vệ quý vị. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài rất nhiều. Bất cứ chuyện nhỏ nào mà quý vị phải trải qua một chút nhất đầu đây đó có thể đôi khi là do quá nhiều công việc. Thể chất không thể phản ứng theo cách chúng ta muốn. Hãy nghỉ ngơi, hít thở sâu, tập thể dục. Hít đất. Quý vị phải làm nhé. Dạ, chúng con sẽ làm ạ. Thiên nhiên, tập thể dục để quý vị có thể tăng cường hệ thống miễn dịch. Cung cấp cho cơ thể những gì cần và ăn uống đầy đủ. Ăn đầy đủ không có nghĩa là ham ăn, tất nhiên là không ạ. Ăn kết hợp, đủ chất và thiền đủ, đó là điều quan trọng. Ít nhất 4 tiếng một ngày cho quý vị. Dạ sư phụ, nếu không thì quý vị không thể hoạt động hiệu quả. Dạ. Quý vị vẫn tiếp tục thiền ngay cả khi quý vị làm công việc của mình vậy nhé. Dạ sư phụ. Có thể để kịp thời hạn quý vị bỏ thiền thì sau đó quý vị phải thiền bù, thiền nhiều hơn. Bởi vì chúng ta phải ra khỏi nơi đây. Cho dù tôi có thể đưa quý vị ra, nhưng tôi muốn quý vị đi ra, lên đẳng cấp cao hơn, không chỉ là giải thoát khỏi tam giới thôi. Dạ, cảm ơn Ngài. Ngoài ra, nếu quý vị thiền, quý vị có thể làm việc giỏi. Quý vị cũng có thể có chút phước báo vào trong công việc cũng như cho chính quý vị. Tiêu hóa sự gia trì của tôi và phước lành của thiên đàng. Thiền cũng giống như ăn vậy, quý vị phải thiền. Được rồi, Thượng Đế ban phước quý vị. Thượng Đế thương yêu tất cả quý vị. Tôi thương quý vị, hãy ngoan và khiêm tốn, có lòng nhân từ. Xin cảm ơn sư phụ. Hãy cảm ơn tất cả các cô gái vì những câu hỏi này và các cậu trai nữa. Và chúng con sẽ cảm ơn. Tôi cảm ơn bất cứ khi nào tôi kiểm tra các chương trình của họ. Và sư phụ, nếu họ làm giỏi, nếu không thì tôi nói, không, cái này không tốt, không tốt. Điều đó có thể làm thương tổn ngã chấp của họ. Nhưng tôi phải nói đúng vậy. Nói với họ, chỉ là tôi phải nói sự thật, luôn luôn vậy. Được rồi, cảm ơn quý vị. Tôi chân thành cảm ơn tất cả quý vị, khiêm cung cảm ơn. Tạm biệt. Tạm biệt Ngài. Chào Ngài.